Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh là bên em gửi CMT mọi người nghe, tại tại hai hai tỉnh đó là bên bưu cục nó làm lại nha. Ý Trần Ngọc ơi, bà Ý Trần Ngọc là lại lại nhà đấy không ta? Ý Trần Ngọc ở đâu ạ? Hồng Đậm 75.000 cho số điện thoại đi chị. Hồng Đậm nó xây Hồng Đậm bé nhiêu ký ta? Rồi cho số điện thoại cho chị ơi. Chưa tới Cà Mau nữa hả? Rồi đến nay mình kêu bưu điện nó kiểm tra cho. Rồi mấy chị, cái đùi này đẹp ngay mấy chị nghe, đùi này Latin nè. Đó, 62 đó lại vừa mấy chị, 101. Latin nha mọi người nha, Latin siêu xịn luôn. Cái bé xanh đậu là xe máy hả? Xanh đậu là gì vậy? Ừ. Rồi Hồng Đậm như ý Trần Ngọc cho lời số thoại cho chị. Với lại hai hộp dầu cù là xanh và một hộp dầu ngủ. Dầu ngủ đi coi coi, dầu ngủ không biết khu hãng này có hàng nè. À, bé 8 tuổi hả? Muốn mờ hả? Khoan mấy chị, đây em xíu. Mờ không? Đây mấy chị nghe em còn hồng dâu 75.000 nè. Bé nha. Cái gì? Đang bấm biêu đó. Có vô không? Cái gì? Ừ. Rồi lấy hồng dâu của bên hồng dâu em mấy chị 75.000 mấy hồng dâu nè. Để coi có ra không. Rồi hồng dâu mọi người nha. Mấy chị thấy sáng không mấy chị nha. Hồng dâu giùm em nè, 75.000. Thì đang in đó cơ. Tự nhiên cúp điện cái nó tào lao à. Cái gì? Cúp điện cái nó bị chạm tùm lum hết trơn. Bấm bill không được luôn nè. Bộ đang mặc có 101 mọi người nghe, nó có đủ kiểu luôn, mấy chị đẹp lắm, Latin. Rồi nó không ra luôn nè. Mọi người đợi em chút nha. Em trở lại vô lại coi. Nhấn dây em lại đi. Còn màu hồng dâu đó chị. Mẫu khác không có đâu chị, bé hết hàng rồi. Rồi, lên quần dài bé hả? Quần dài bé không có hàng rồi, quần dài bé bữa bán hết không thi còn không? Rồi đây nè, ông dầu cô là có ra không? Bọc lập thể xem lại phải không? Ok chị. Ủa anh Thiện, đưa hộp lại bé chị thôi, giao cho thầy. Đây nè chị. Có đó, chị lấy bộ game bé hồng á. Rồi nè chị, lập thể nè, cái này em còn nhiều màu nha chị ơi, nó có 10 màu. Nó có 10 màu lận cái chị ơi, giá của nó là 125.000. Hồng dâu bé là nó 20 tới 27 kg chị ơi. 6 tới 8 tuổi nghe chị Thúy Lê ơi. 6 tới 8 tuổi giùm em. Rồi mọi người coi gõ cho mấy chị nha. Rồi bi nè. Bộ bi này 65 67 là vừa mấy chị gái nha. Đẹp quá. Rồi, bi to lửng giùm em 85.000. Chị nào lấy bi đỏ comment bi đỏ giùm em. 65 67 là vừa bi đỏ giùm em 85.000. Này rồi mọi người nha. Trời ơi, nhóc hết trơn mà tại vì em đợi thằng sale mới lấy. Chứ thằng em về nhiều khi mọi người che mắt mọi người không mua. Đó, nó khổ em vậy đó. Rồi mấy chị, 40 đổ lên nha. Đó, 58 đổ lại giờ mấy chị ơi, đùi giùm em nè. Quá đẹp luôn mấy chị, 75.000. Đùi sọc 75.000 nha. Chị lấy bộ này comment mã đùi sọc giùm em, 75.000 mã đùi sọc. Rồi mấy chị ơi, lụa minh gồ chính tắc mấy chị gái nghe, nó cắt mạc sale nè. Trời ơi, dễ thương quá nè. Rồi bộ này size nha.
50-60kg bằng vừa giùm em mấy chị gái nghe, 115.000 lụa manh gò quần chín nách hàng xeo. Đó, quá đẹp luôn. Dạ dừa nghe, lập thể chị Lâm Sương, 62kg là chị bạn đẹp xuất sắc luôn. Rồi 50-60kg bằng vừa mọi người nha, chốt mã xanh ngọc nhí nè. Ôi mấy chị ơi quá đẹp luôn. Rồi xanh ngọc nhí giùm em 115.000 xanh ngọc nhí. Rồi hồng luôn, ai chốt của đó Minh Anh. Dư mấy cây rồi đây nè mấy chị nè. Đó mọi người ơi, thiệt mình làm vậy chia cho số điện thoại cũng đẹp lắm, điện không nghe máy mấy chị gái nha. Mà có nhắn tin cho mình nhắn tin lại không thấy trả lời gì hết trơn. Mua mười mấy bộ nè, mua cho ba, cho má nè. Rồi mua cho ba, cho má, cho ông nội, bà nội gì đầy đủ hết trơn mọi người nha. Mà không lấy, trời ơi nè. Dành giật nè. Hồng thì mấy chị gái nghe đẹp lắm, mấy cái mẫu đẹp ghê luôn, mà nó bán không đủ. Bởi khổ nhiều khi khách mới mình không bán mọi người nha, thì nó cũng kỳ phải không? Nhiều khi khách mới thì nó thành khách cũ mấy chị. Nó ai ngờ mới luôn. Rồi hồng thì em 115.000. Đẹp ghê mọi người nha, 50-60kg bằng vừa, 115.000 lụa manh gồ. Lên quần dài 50kg ha, làm múa gì. Ôi ôi dễ thương cho mọi người ha. Đó, 50-60kg bằng vừa. Hồng chị vừa không. Cái loại lụa này thì mặn hơi gọng gọng nha chị Dung Dương ơi. Cái gì? Trên 6 lần tuổi rồi đó. 6 lần tuổi rồi đó. Mẹ không được hả? Bằng chính đắt nha chị Dung Dương ơi. Hồng cho chị Bình Tô. Ok chị Bình Tô có hồng à. Rồi Alex còn em mấy chị ơi à, cái này còn em là thổ cẩm 50-60kg bằng vừa mọi người nha. Cái mã thổ cẩm, thổ cẩm giùm em. Sao nhiều người kỳ quá hả em không biết nữa chị. Em không biết nữa. Rồi Alex bộ này chốt mọi người nha, 50-60kg bằng đẹp giùm em nè. Rồi lấy bộ này cho em mã đỏ thổ cẩm giùm em. Đỏ thổ cẩm mấy chị. Rồi. Chị nghe nè cơ. Cái gì? Cưng gỡ đó chị đâu có lấy được đâu. Đây lên chảnh giờ 60 chốt. Xe Trần Hải. Rồi chị nào lấy chó mọi người nghe, đó comment thổ cẩm đỏ giùm em nè. Tay trắng dơ mọi người nghe, bạn dễ thương lắm mấy chị ơi, giá 115.000 một bộ mấy chị. Ôi ôi bộ đỏ nữa đẹp mấy chị ơi. Đây bộ đỏ thổ cẩm nè, 65-67 là giùm em nha. Nó 115.000 một bộ giùm em nha. Cái này là lụa manh gồ mà em mua được hàng sale mấy chị ơi. Đó em mua được hàng sale mọi người nha, giá đẹp lắm mấy chị, 115.000 một bộ. Rồi ôi đây nè chị này, chứ lựa toàn đồ đẹp không mấy chị ơi. Cái nào hồng này dễ thương không. Rồi 65-67 lại vừa mọi người nha. Chị nào lấy bộ này chứ mã 147 giùm em mấy chị gái nha, 115.000 bộ. Trời ơi đẹp không. Nè 65-67 lại vừa nghe, lụa quần chín nách mấy chị. Đẹp thấy ghê mọi người nha. Rồi bộ này 50-60kg bằng vừa mấy chị. Rồi cho em mã hồng thổ cẩm nè mấy chị ơi. Ôi dễ thương không. À lấy hồng thổ cẩm, comment hồng thổ cẩm giùm em. Đây quần chín nách mọi người nha. Rồi vàng thổ cẩm luôn nè. Ôi mấy chị vàng đẹp quá. Vàng này sale bự nha, 65-67 là vừa mấy chị. À lấy vàng chút vàng giùm em. Mã vàng giùm em nè. Ôi nó đẹp gì đâu mấy chị, vàng thổ cẩm luôn. Rồi cái bộ hoa này cũng đẹp đó nè. Bộ hoa này size 50-60kg bằng vừa mọi người nha. Hoa tím là bạch ngọc hả? Ok ok chế ngay chứ, cho số điện thoại chị, bên em bấm số điện thoại ra là biết nick cái gì rồi, nick của ai à. Rồi lấy comment hoa mọi người nghe, hoa tím giùm em nè, 50-60kg bằng đẹp mọi người nghe, hoa tím giùm em, 115.000 manh gồ. Cái gì? Rồi ok lấy thêm bộ be giống như cái bộ lập thể gì chị Lâm Xuân luôn. Rồi mấy chị lụa manh gồ nghe, lụa manh gồ tay cánh dơ nè, 65 nó lại giùm em, 125.000. Chị nào lấy bộ này chứ mã xanh giùm em mấy chị ơi. Ôi đẹp ghê luôn đó, xanh lá giùm em, 125.000 mã xanh lá. Rồi, ai?
Thi hả? Rồi lấy bell, comment bell mà ngồi nghe. 6263 là giờ bell mấy chị ơi. Chị nào lấy bell, comment bell em nè. Quá trời đẹp luôn, ngồi nghe 125.000 má bell. Trời có lựa đủ màu, đủ kiểu mấy chị ơi ta. Rồi mọi người nghe quá nè, em lên đóng phát sale mấy chị ơi. Rồi cho em mở xanh đen nhí mọi người. Ồ đẹp không? 62 đó là đẹp mọi người nghe, xanh đen nhí 125.000. Chị nào lấy đen nhí, chút đen nhí giùm em. Mở đen nhí. Cái mẫu này chị Dung Dương bạn đẹp nè. Sao điện dụng chắc chết xin đó hả? Trời ơi. Cái cha này chích đụng được thôi chữ ta gì khơ khơ. Rồi tím mọi người nha, tím thổ cẩm giùm em. 50-60kg bạn đẹp mọi người nghe nói chị coi nè, lụa đẹp ghê không? Đó, banh gòn 115.000. Vậy nào lấy chốt em em. Trời ơi, bộ đồ nó không đủ bán luôn nè. Đó, ta cánh dơ mọi người nghe đẹp ha. Dạ, Sài Gòn ship bình thường rồi chị Loan ơi. Trời ơi, em có thông báo Sài Gòn ship lại bình thường đó chị. Rồi, lấy comment mấy chị gái nghe, trắng thổ cẩm giùm em nè. Trời ơi, bao đẹp mọi người nghe, 125.000 trắng thổ cẩm. Quá trời đẹp luôn nè, rồi xanh đen giùm em luôn nè. Đó, mấy cái này bữa đó bán hết trơn rồi nè. Quần sọt nam, không Hương ơi. Không rồi chị, cái cục hàng đó không giờ không biết nằm đâu nữa. Không biết nó có gửi về cho em chưa, nó em khui sáng giờ không thấy nữa chị ơi. Rồi, cho em mã xanh đen mọi người nha, xanh đen giùm em. Đó, beo cho Đặng Pha Nam nè, bữa nào mà Pha Nam mua không được bộ beo, ôi cái bộ xanh đen đẹp thấy ghê luôn rồi thôi. Trời ơi, bộ xanh đen này quá đẹp luôn á chị ơi, 125.000 nha, mã xanh đen giùm em. Xanh đen. Rồi mấy chị, 60 đó lại đẹp, xanh đen cho chị Long Hoa Lê nè. Rồi mấy chị, 60 đó đẹp giùm em nè, lụa dây nè. Rồi cho mã đen lửng mọi người nghe, 95.000 rồi mấy chị nè. Quá đẹp không? Đó, ai thích bạn dây thì chị lụm liền bộ này giùm em. Đen dây 95.000 mã đen dây. Ai? Rồi 60 đổ lại vừa. Không chị, giáp Thái Nam không có luôn chị. Rồi cho em mấy chị gái nghe, em không có chiên mấy cái đó. Bán mấy cái đó rất sai lỗ lắm mấy chị ơi. Nên em ít bán. Kiểu như người ta bán dép hoài á mọi người, cái người ta để được, đúng không? Đỏ dịu ngoại cái này gạch nha. Gạch nghe Đặng Thanh nha, gạch châm mốt nha ngoại ơi, chứ không phải là đỏ nha ngoại. Gạch á, dành giật á, giờ bỏ ra nè. Rồi đen hoa đùi, 75.000. Đẹp mọi người ha, 45-57 cái bằng dừa, đen đùi em 75.000. Ok, bấm bill rồi, có gạch đỏ luôn mấy chị nha. Rồi, đen đỏ giùm em, đùi ngủ mới chạy 75.000. Ta lấy chốt mọi người nghe, bà Nhật Thanh thấy ba cái đó nè. Trời ơi nè, bò đó nè. Đó, lụm cho đủ bộ. Chị nào lấy bò, chút bò. Đen đùi ok cho chị Dung Dương, đen đùi 75.000. Ok, đỏ đùi cho chị luôn, 75.000. Nó dễ bằng. Ồ, này thương nha. Bộ này mấy chị bạn cương tiểu luôn, mấy chị nghe trăm mốt. Đuổi chính tắc. Đuổi chính tắc 101 mấy chị ơi. Châu Ngọc là ai ta? Chút rồi mà bỏ hả? Chị bộ vàng đẹp một cái dữ dằn luôn. Rồi vàng Latin 101 nha. Ai thích vàng Latin chốt liền em. 101 vàng Latin. Rồi nè, có bộ beo nè, đã ai chút beo bỏ beo chưa nè. Đó, bộ beo quá đẹp mọi người nghe, 125.000. Lụa manh gồ nha. Lụa manh gồ quần lửng mọi người ơi. Đó, 50-65kg bằng dừa. Ai lấy comment beo em. Rồi tay dài nè mấy chị. Đó, quá đẹp ha. Rồi bộ này 50 đổ lên mọi người nha, 62 đổ lại đẹp giùm em. Latin tay dài 125.000. Cái mã xanh đen tay dài 125.000, tay dài xanh đen. Mấy chị mua ngồi coi mấy tiếng đồng hồ mấy chị, mà hồi điện chút đơn không nghe máy. Rồi, ô đẹp mọi người ha. 56 đó lại đẹp em nè. 45 đổ lên, ghiêu 65.000. 45 đổ lên, 56 lại vừa riêng em, 65.000 mới ghiêu. Chút đơn thì mấy chị không nghe máy. Ủa gì mua cho vui thì ta.
Ôi ôi mọi người, 65, 67 đâu là vừa em ha. Rồi, ấm xanh đen tay dài cho chị Trang thâu, ok chế nè. Rồi, bộ này mọi người nghe 115 ngàn. 65, 67 là vừa với chị nghe lụa nè. Đẹp quá, lụa manh gồ 115 ngàn tiếng. Đây mấy chị dễ thương nha. Rồi 40 đổ lên mấy chị, 55 đổ lại đẹp cho em nè. Đuổi lửng quần trứng đất 85 ngàn. 65 ngàn chị Hồ Liễu. Đúng rồi, cái đó là quần dài tay dài luôn nha chị Trang Thu. Bèo dây đó chị Hoa Lê bận dừa đó. Bèo dây chị Hoa Lê bận dừa, cái đó có 10 màu luôn á chị ơi, có 125 ngàn mà lửa manh gồ luôn. Rồi chứ dù lấy bộ này cho em mọi người nghe, đuổi lửng giùm em 85 ngàn. Rồi 56 lại vừa em nè, đen 65 ngàn. Đen quần lửng mọi người nha. Đó, lụa lửng giùm em 65 ngàn mã đen. Dạ, trời ơi, đi học mới về hả? Con đi học trường nào? Trường của con là trường mầm non. Cái ơi. Rồi mấy chị, 65 lại vừa em nè. Cho coi lại bộ dây đi, bộ dây dây béo hả chị? Ok. Dây bèo nó có 10 màu đó mấy chị. Đùi nè. Đùi 65, 67 là vừa mọi người nha. 101. Nãy bà ngoại mẹ có mua gì không ghi không? Rêu 65 ngàn cho chị Hoàng Nam Nguyễn. Ờ ghi hết rồi. Hết rêu rồi nghe chị ơi. Lộn em còn đen nha. Em còn đen nha. Hết rêu rồi. Đây là chị bèo nè. Nó có dây tăng đưa nha. Nó có dây tăng đưa sau lưng nè. Chị thích mang cao hay mang thấp gì thì mang. Đây, băng cao băng thấp gì thì mang. Rồi, chó em beo 125 ngàn minh gồ. Ồ, bộ này cũng đẹp quá nè chị Hoa Lê. Ồ, ôi nè, 65 là vừa. Đúng rồi, chị Dung Dương chia ra hai cục đó chị. Mừng quá ha, chị Dung Dương bữa nay con nhận gì là hơi sớm á. Đồng Nai bữa hổm lại em gỡ là đâu 7 ngày hay 10 ngày mới nhận thi. Rồi 65 lại vừa mọi người nghe, chứ mã thổ cẩm. Rồi dầu ngủ ngon 45 ngàn mà không biết anh Thiện ơi, sáng anh Khôi có thấy dầu ngủ ngon không anh? Em thấy nó về dầu lục vị với lại dầu cù là không mọi người ơi. Rồi cho em mã thổ cẩm mọi người nghe, 65 lại vừa nè, manh gồ 2 túi 125 ngàn. Vậy mấy phần chưa khui nữa hả? Ngủ ngon thì em bán 45 ngàn chị. Ôi ôi mọi người nha mấy chị. Đó, comment riêu đùi giùm em nè. 101 mọi người nha. 45, 62 nó lại vừa chứ mã riêu đùi 101. Ồ beo còn bỏ beo luôn nè. Châu Ngọc nữa nè. Châu Ngọc quay á. Rồi mấy chị ơi, beo 101, lộn beo 125 ngàn. Manh gồ 65 lại vừa. Đó cái mẫu này là cô Hoa Nam khoái lắm nè. Rồi lập thể bữa nè, thi nè. Người thì đòi quá trời, người thì không có. Rồi là phải 100 ngàn, lửng. Ô, cái này đùi mấy chị ơi, đùi 75 ngàn. Lập thể đùi 75 ngàn nha. 45, 58 là vừa mấy chị ơi. Lập thể đùi giùm em, 75 ngàn lập thể đùi. Rồi, cái bộ Latin mấy chị. Mày dễ thương lắm nè. Ok, beo chị Thí Hà. Chị, cái beo thì đăng ship. Chị Thí Hà, cái nó còn cái bộ mà bông. Cái mã thổ cẩm thì cũng đẹp lắm. Rồi bộ này mấy chị gái nha. Đó. Này cũng tầm 62 lại vừa. Rồi Quy Thị ơi, Văn Châu còn đang lô bu quá nè. Quy Thị nó không cho lên nè. Đang đợi chiều nay nó trả lời nè Quy Thị ơi. Lập thể đùi sắc nách hả chị? Lập thể đùi sắc nách em hết trơn rồi. Em còn màu đỏ không mà chị Thu Quỳnh ơi. Không, bộ răng mạc còn có bộ này đâu. Còn màu nào nó không đi. Hết hay giờ chị. Rồi. Rồi chị nào lấy chó em mọi người nha mấy chị. Bộ này 135 ngàn nha, Latin. Đây mấy chị, đẹp hai quần dài. Đó, tiểu thư cổ cổ gì nè. Cứ thư cổ sen mọi người nghe, bạn cực kỳ thương hồng 135 ngàn. À, chị Đào Châu. Chị Đào Châu ơi, chị đặt lại giùm em coi bữa bà đặt cái gì, đặt giùm em coi. Đồng Nai mới xếp được. Đồng Nai mới xếp được 4 ngày nay rồi chị. Đồng Nai mới xếp được mấy ngày nay à chị Đào Châu ơi, bà bữa bà đặt kem gì, bà đặt lại em nè, kem thanh mây bữa nay em về rồi kìa.
Rồi đưa chị Kem lên may coi thi. Rồi mấy chị 65, 67 là vừa nè. Đó, ai lấy comment hồng thổ cẩm giùm em nha. 125.000 mã hồng. Ok, gửi là sẽ gửi dọn đơn hết trơn mọi người nha. Em mà gửi là em sẽ dọn đơn hết cho mấy chị luôn á. Rồi nè, kem thanh mây bữa nay em về mọi người nha. Kem thanh mây nè, một kem nám là 165.000. Còn kem mụn là 165.000 luôn mọi người nha. Đó. Rồi kem body vàng, body đen em về luôn mấy chị. Rồi ôi mấy chị, này 62, 63 là vừa nè. Rồi ôi mấy chị nghe đùi ngủ lụa 69.000, ai lấy đùi comment đùi em. Đùi 69.000 nha. Có chị Latin đang gắn quần dài, cái mẫu đó nãy là chị Thiệt Hạnh thì lên bằng vừa, cái mẫu mới em cho 135.000 chị. Rồi cô Công Mịn nè. Ê mấy chị đẹp không? 55-62kg là vừa nha. À lấy bộ này chứ mã bò xe 100.000. Bò 100.000 mấy chị ơi. 55-62kg bằng vừa, bò 100.000. Rồi mấy chị bò lửng. Bò lửng này bằng dữ thương lắm nè. Chị đào trâu hỏi em nhớ chị tứ hai đơn luôn nè. Rồi chị đặt cái mỹ phẩm gì đặng nghe, đặng em biết em làm đơn gửi luôn. Rồi 50 đổ lên mọi người nha, 62 là vừa. Bò lửng 115.000 mọi người nha. Em có màu trắng nè, màu cam, màu đen, màu xanh, màu rút. Rồi chị nào lấy bò lửng comment bò lửng. Dạ không chị, cái kem đó nó em nghe nói nó nhiều hàng giả quá, em không có không có lấy bán chị ơi. Vụ gì vậy? Cảm ơn con nha. Rồi mấy chị à, sữa tắm hai con dê nha mọi người nghe thơm á. 95.000. Sữa tắm hai con dê Thái mọi người nghe 95.000 thơm. Thơm cực kỳ luôn. Đồ ngủ 69.000 cho chị trăm vuông ok. Đồ ngủ hồng 69 cho chị trăm vuông. Rồi tay dài rỉ hơn nè. Ủa sao đá ra hoài ta? Đang coi phải đá hoài á. Sữa tắm 95.000 cho chị Phạm Dào nè. Dầu cù là em bán dầu cù là 65.000 nha mọi người nha. Có dầu đột quỵ nữa mấy chị, đưa chị hủ dầu đột quỵ coi thôi. Trời ơi mấy chị nghe, nó đeo cái dây này nó làm thèm lời thừ nữa rồi. Sữa tắm xong mà dây ha. Chị nè, dầu ngăn ngừa đột quỵ mọi người nghe, 45 cái gì à? Như thi 45 không thi? 45.000 hủ. Bò xanh đậu cho chị Bùi Ngọc Bích Bùi. Rồi mấy chị ơi, tiểu thơ nghe. Rồi ôi mấy chị dễ thương không, tay dài. Rồi ôi đẹp quá vậy. Bữa em có bán chị hủ rồi đúng không? Có đó chị có rồi đó. Rồi mọi người để em coi cái giá tiểu thơ này em bán cho mọi người giá tặng nha. Con gái cưng chị xem đâu bữa nay lớn chưa Dâu ơi. Dâu ơi Dâu qua cho cô coi nè Dâu ơi. Rồi mọi người nha, tay dài này giá siêu dễ thương cho mọi người luôn. Bạn dưỡng kem body mọi người nha. Cái này là tầm 50-62kg lại vừa mấy chị ơi. Đó tay dài lụa mọi người nghe, cái này em lượm được hàng sale nha. Rồi vô đây nè, con này có cô nấy con nói gì hỏi thăm con gì nè. Nè con đứng đây nè, con thấy làm hàng. Nè con hello cô đi. Hello cô. Con là bé gì? Nè chạy con gái út em nè. Rồi trời ơi đi ra đó. Rồi chị nào lấy chó em ngồi nghe 95.000. Rồi cây tay tiểu thơ mà ngồi nghe mấy chị. Coi chừng gãy của mẹ nha. Ok. Rồi comment đỏ mà ngồi nghe 95.000. Bỏ em cầm vừa không? Vừa. Không vừa. Vừa chứ không? Không. Chị Hoa Phạm ơi, em không biết nữa, đơn của chị em thấy nhiều quá.
ok cho Phạm Liếu học kem trăm tháng 5 nè. Không chị, nó cũng dễ thương lắm á. Rồi bộ này sale mọi người nghe, em sale nhanh mấy chị ơi, nó không có nhiều nghe, nó có 5 cây thôi mấy chị, sale cho mọi người 95.000 lụa đẹp. Lụa đẹp giùm em nha. Rồi chứ em mã xanh đậu nè. 95.000. Quá đẹp luôn, ta gì mà cô Ánh Dương kêu người ta men đó. Ta mẹ ta hớt tóc là kiểu dễ thương thấy ghê luôn, mặt bầu tròn. Ta gì mà kêu men. Rồi. Trời ơi mấy chị dễ thương không? Cực kỳ dễ thương rồi nghe, có 95 ngàn thôi. Rồi nút lại coi. Đó, em bán đủ giá cho mọi người nha. Đó, em nhớ giá không em cũng ngáo nữa, quá trời là em lấy đồ lần này quá trời nhiều. Ủa dễ thương quá à. Rồi, bộ này mọi người nghe, nó đẹp ha, 60 đâu lại đẹp em nè, trắng đen nè. Trời ơi, cái này dưỡng kem đâu đây là hết sảy luôn. Xanh đậu chị xem, xanh gì ta? Xanh gì, xanh này hả chị? Xanh này hả? Xanh này nó dạng như biển nhạt nhạt cho chị nghe, dễ thương quá. Rồi 95.000 mọi người nghe, dưỡng kem body rồi hết sảy luôn. Ủa dễ thương quá, 95.000. Em có 5 cây thôi mọi người nghe, mua lẹ đi mấy chị ơi, đẹp quá. Nó chị rồi xanh biển giùm em nè. Giờ nào lấy biển chút biển giùm em. Ok, xanh đậu chị Dung Dương nè, 95.000 rồi mấy chị ơi. Rồi ai lấy biển comment biển giùm em nha, xanh biển nè. Đó, trắng đen đang mặc cho chị Quỳnh Như nè, đẹp quá bà ơi, thiệt 95.000, quá đẹp. Màu sọc đang bận hả? Ok, sọc đang bận cho chị Nam Trần nè. Lên hôn đi Hương, ok, đợi em xíu. Sọc chị Nam Trần, ok cho Nam Trần. Rồi, sọc bận cho chị Trang Thu luôn. Ok cho Trang Thu. Rồi mấy chị vàng nè. Trời ơi nó dễ thương lắm mấy chị ơi. Đó, 95.000 mẫu nghe mọi người nha, lụa tiểu thơ tay dài. Thấy mấy chị. Đó, bạn gài vô. Không hít cái dây này về, cắt cái dây bỏ cũng được mấy chị ơi. Đó mấy chị không thích cái dây về, cắt cái dây bỏ cũng được luôn. Rồi vàng. Chị nào lấy vàng chút vàng mấy chị đi mùa nắng này nôi này kia mấy chị bắn này nè. Trời ơi dễ thương ha, vàng. Quần này mấy chị vàng giùm em. Rồi quần này cũng đẹp nè. Giải siêu đẹp luôn mọi người nghe. Rồi lấy comment là đen hoa cúc giùm em nè. Ôi ôi mọi người đẹp quá vậy. Rồi áo mặc không bán có 19.000 hết trơn rồi. Ở áo mặc bán có 19.000, bán không đủ nữa. Tự nhiên bán có 19.000 không đây. Bán tới 19.000 nữa trời. Ở sỉ đâu 50-60.000 đem ra bán có 19.000 gì đó. Ok, Lâm Sương mấy ngày bắt gỡ luôn khỏi gọi. Rồi giờ nào lắp vào này comment hoa cúc đi mọi người nha. Hoa cúc giùm em. Hoa cúc. Màu đẹp không á chị ơi, cái nào đẹp ghê luôn á chị. Bán 95.000. Quá rẻ luôn quá vậy nha. Đó. Rồi comment em xanh biển nè. Biển giùm em mấy chị ơi. Này là mận như xanh biển. Giờ chừng nào Bình Dương gỡ được thì em gỡ đi chị ơi. Nhưng mà chị phải cọc anh em mới giữ đơn nha. Không thì em xả đơn mà khi á mấy cái đơn mà bự bự vậy á mà em xả là em sẽ không bán lại cho mấy chị nữa đó. Có thun thái quần dài qua gối không? Thun thái quần dài qua gối là cô Tân Thơ Tha, cô cưng ngố hay chị có? Bộ lửng thôi chị thỏ con mua size nhiêu ký à? Rồi chứ nào lấy biển comment biển giùm em. Biển mọi người nghe. Ok, biển chị Phúc Thường Phạm nè. Đó, mấy chị mà bùm em một lần là tụi em sẽ né ra mọi người nghe. Chứ không phải là nó chị bơm nhưng mà né mấy chị ra là tụi em không bán nữa nha. Tại vì chốt đơn cực lắm mọi người nha. Mấy chị thấy ngày qua chị Kim Xuyến gì đó không? Không mà chắc có lẽ là thế nào bà cũng làm cái khác, bà vô bà mua là con tính bơm nữa quá. Rồi comment đỏ mọi người nghe, đỏ giùm em nè. Quá đẹp mọi người ha. 50-60kg bằng vừa mọi người nghe, 95.000 đỏ giùm em. Chị Hăng Mùa Mai này đẹp nè bà Mai ơi. Trời ơi, sáng ngủ mất dậy mọi người nghe, tắm rửa sạch sẽ, dưỡng kem body vô. Trời ơi, nó đẹp gì đâu nghe. Size 55kg hả chị? À chị Thỏ Con hỏi em cái lụa mà tì ấy phải không? Ôi ôi mấy chị nghe vàng giùm em nè.
em mặc là vàng đậm nha. Cái này vàng tư. Ok, đợi xíu nha. Ta lấy trước em nè. Đen còn không Thi? Đen xanh. Cái đen nãy. Sập quá hả? Ừ. Rồi, ai lấy trước mọi người nghe đẹp ha. Vàng tư giùm em. Không. Còn màu đen nha, còn đùi không có. Bộ này đang sale có 95.000 bà ơi. Cái này nó sale nghe, cái này xưởng nó sale nè. Rồi hồng giùm em nè. Em cảm ơn chị Nguyễn Nguyên, phải ai mà cũng như khách ruột chị Nguyễn Nguyên thì em đâu có khổ. Chị ruột. Phải ai cũng như chị Nguyễn Nguyên nè, mua rồi xong mà rủ gái mua nó thì em đâu có khổ đâu chứ ơi. Đó. Lựa bao xong rồi xíu bùm bùm em không mà chị ơi. Đó. Rồi lấy hồng comment hồng á chị ơi. Nhiều khi mọi người cũng nghĩ là người ta gạt với chị 50.000 hay là 100.000, nhưng mà mấy chị nghĩ đây nè, em bán một đơn em có thể là được 50.000. Em gạt mấy chị lấy có 50.000 rồi em đâu bán được nữa đâu mấy chị nha. Rồi lên mấy chị nói một câu không em dẹp tiện mà đâu có bán được mấy năm nay. Đen sọc còn già thôi ơi. Đúng không mấy chị? Đúng không? Em nói mấy chị vậy thấy đúng không? Đó, nếu mà em mà lượng gạt em đâu có ngồi đây hoài mấy năm nay mấy chị, thấy vậy chứ cũng ngồi được mấy năm rồi đó. Rồi, ok nè. Lấy vàng tư chị Trang Thu nè, 95.000. Có vậy em nói chị. Dễ gì mà sớm mới gạt mấy chị 50.000. Gạt nó gạt nhiều, nó gạt 50.000 mấy chị đâu, thiệt. Rồi, chị nào lấy bộ này chứ em mở số 1. Ôi, ôi, nó ồ, bộ đẹp như thế. Rồi, lấy mở 1, comment mở 1 giùm em. Mã 1 nha. Đen hả? Đen hình như còn không đây. Rồi, mã 1 giùm em mấy chị ơi, 95.000. Trời ơi, mấy chị cái cổ dễ thương quá trời luôn nè. Đó, hàng sale mọi người nghe. Nè, đen em còn nè. Đen nè, lấy bộ đen này cho em mã 2 đi. Đen này mã 2. 95.000 bộ mấy chị, dưỡng kem body bằng hết sảy 0.7 luôn rồi nè. Ôi, ôi, không? Đó, đen này mã 2 giùm em. Quá xuất sắc luôn, 50-60kg đấu đại mấy chị ơi. Đó, 95.000. Ghi mã vô. Hương bán mà không mua là không mua ai được hết. Cảm ơn chị yêu nè. Rồi, đen sọc còn 2 bộ nha. Ờ, em không hiểu sao luôn. Đồ đẹp và chắc xỉu luôn. Rồi, mấy chị lấy mã 3.3 mấy mọi người nghe. Cái này nó sale có 5 cây gì mấy chị ơi. Nó bán cho mấy chị giá hết hồn luôn, có 95.000. 65kg hả chị? Hình như cái này không có 65 rồi. Rồi mã 3. Ok, mã 2 đen cho Lê Ngọc Dương bộ nè. Chị Hà Thu có lấy không? Chị Hà Thu ơi. Rồi mã 4 thì mấy chị ơi, đẹp quá. Đó. Ok, mã 2 chị Hà Thu bộ lẹ em hết mã 2 luôn á. Rồi chứ em lấy bộ này comment 4 giùm em mấy chị ơi. Có 95.000 thôi. Trời ơi, bán gì vậy chứ cha. Rồi, ai lấy comment mã 4 mấy chị. Rồi, ok, mạng chậm ghê ha. 4 chị Thu Trang, ok chị Thu Trang có mã 4. Rồi, mã 5 mấy chị ấy ơi. Dễ thương quá. Rồi, ôi, xuất sắc mọi người nha. Mã 5 giùm em. Chị nào lấy 5, cúp 5 giùm em, mã số 5. 65kg em có tay ngắn được không mấy chế yêu? 65kg em có tiểu thơ tay ngắn được không? Rồi, ai lấy comment mã 7. Đang mặc không có 70kg, cục vàng ơi, cục vàng. 70kg em coi nhớ giờ em có gì. Rồi em chào chị Phan Trần. Vừa nghe cái này nói trước nghe luôn ơi. Cái loại tiểu thơ này là từ bằng thơ gọng gọng vậy nè. Má hiểu không? Cái tử thơ này phải bận rộng nghe, chứ bận ôm mà nó gì nè. Bận ôm nó dúi ra ngoài nghe. Đang mặc là size nhỏ nè chị Chí Tư ơi. Đang mặc là size nhỏ nè chị. 48kg lên. Rồi 60kg lại là mấy chị bận được giùm em. Mã mấy thôi? Mã 6. Chị nào lấy 6.6 nè. Rồi em đang mặc là mã số 7 nè mấy chị ơi. Đang mặc mã số 7. Này mã chơi này có mã chưa? Ừ. Mấy à, có mã chưa? Rồi, mã 8 giùm em. Ôi ôi, quá đẹp mọi người nha. Chị nào lấy 8.8 giùm em. 62kg cho em chiều cao lên. Rồi. Ok chị. Rồi, mã 9 mấy chị gái nha. Chị nào lấy 9 comment 9 nè. Quá đẹp luôn mấy chị. Mã 9.
quá dễ thương à. Tay dài mà ngồi nghe 95 ngàn bộ mã 9 vừa nghe chị. Sao sớm giờ cái mặt em làm như nó đỏ đỏ mã 7 vậy chị Hân Hồng Mai. Nó chăm chích nó ngúng ngúng. Nè có 72 kg nha. Tới mấy thì rồi cho nào lấy 10 comment 10 mấy chị ơi. Mã 10 giùm em. Mã 10. Rồi 11. Ôi mấy chị nghe hoàng này đẹp quá. Rồi lấy comment 11. Ok không một mai bỏ 7 lấy 10. Rồi lấy 11 comment 11 mấy chị ơi, cái màu đẹp quá. Cái vàng này bạn quá sang mọi người nha, 95 ngàn. Mã 9 cho chị Trang Thu. Coi có trùng nãy không nghe thi. Hả? Rồi, lấy màu này comment 12 giùm em nè. Mã 12. Rồi 12. Rồi ôi mấy chị ơi, quá đẹp luôn 12. Cái này là có mã rồi không đây? 12 cho chị Liên Lê. Rồi 13. Trời ơi cái này mấy chị bạn dưỡng kem body là hết sảy luôn. 13. 12. Rồi 12. 12 còn không thôi. Đây nè. Còn cho số hỏi lên chị Thông Tin Thu Minh. Có sọc không em? Sọc là chị hỏi sọc sao chị? Sọc sao chị? Sọc là cái gì? Chỏi gì nè? Sọc mà mẫu gì mới được mà chiêu. Rồi cái này là 13 nè. 12 chị Thu Minh có lên số hỏi đi chị Thu Minh ơi. Ok Thu Minh. Cái này có hả chị? Rồi rồi hết mã rồi quý vị. Hết mã. Rồi chị nào coi lửng đấy, lên lửng. Này trùng á. Này trùng á không. Rồi đùi này mới chạy đùi này em theo có 6 mấy ngàn bộ mà trời. 69 đó thôi. Đùi này có 69 ngàn bộ mới chỉ có ai coi đùi này không? Có sai luôn. Đùi sai 456. Cực kỳ dễ thương luôn. Đây mấy chị nghe quá đẹp luôn. 13 chị Châu Ngọc. Ok. Bộ chị mặc em coi mặc bộ nào. Lấy chai sữa tắm Thái 95 cho chị Hà Thu. Bạn bộ nào, bạn bộ nào. Bạn nguyên bộ luôn hả? Đây bạn nguyên bộ cho bà coi nè. Em đang rảnh nè. Ào vô. Bây giờ nhà em ở trước không có đường đi mà ngồi nha. Thiệt. Đây mấy chị ơi. Đó. Quá đẹp mọi người nghe, dễ thương không? Cái này là tại vì có nguyên cái cục bự đây nè mọi người nha. Đó, nó có độ co giãn mọi người ơi. Đó, cái này em có độ nguyên cục đây nè. Bởi vì nó mới hở cái áo này ra nha mọi người nha. Độ nguyên cục đây. 13 còn không? Mười ba là bộ này cái gì nè. Này 13 nè. Ok được nha chị. Ok mở mặt cho chị Hân Quỳnh Mai. Rồi Hoa Lê. Có chị này có sai. Lụa không à. Lụa không à. Lụa đẹp không à bà ơi. Em bán là lụa đẹp không mọi người yên tâm. Rồi bộ này em có sai nha. Bộ đó em sale có 95 ngàn à. Đây mấy chị đồ này nãy em sale đầu like rồi mọi người đẹp. 69 ngàn bộ. Cái áo thì bằng lụa. Cái quần thì có phối lụa, phối đuổi có luôn. Đây mọi người nghe quần có túi. Rồi em chuẩn bị lên cho mọi người thêm cái cây này nó xong rồi. Cái em qua cho mấy chị thêm khác nữa. Đẹp quá nha. Coi đồ dây, đồ dây, đồ dây chị. Rồi em lấy cái bên hoa đen nè. Hoa đen 60 đổ lên, 67 đổ lại vừa. Quần đùi mọi người nghe cái đùi mấy chị thấy mai dài ghê không?
hết lâu rồi. Quần đen đùi em mặc hết lâu rồi chị, cái này hồi lâu có bán mà hết lâu rồi. Rồi chị lấy bộ đang mặc chút màu quá chị ơi, 89.000 bộ à. Trời ơi cái hồng nó đẹp nè, hồng này cũng sale bự luôn, 60-67 là vừa. Ok, lấy bộ đang mặc màu xanh size số 6 thì chị Hoa Lê. Ok, đưa bộ mã 13 lại cho chị Châu Ngọc coi cái kia. Đây là chị mã 13 nè. 13 có 1 bộ hả? Đây là chị mã 13 nè. Ống gọng không? Không có chị. Đây mã này là mã 13 nè mấy chị ơi. Ai lấy 13 chút 13 giùm em mã 13. Đó, quá đẹp luôn nè. Này còn cái là thôi, hết luôn. Rồi cái là 95.000. Rồi lấy hồng giùm em hồng nha. Ồ đẹp lắm nha. 60 67 kêu là vừa mấy chị ơi, hồng giùm em nè. Hồng, hồng là có size luôn. Cái này là có size hết cho mấy chị nha. Bé heo cho xuống ngồi đi. Đó. Chị bé heo. Bà có thể đổi tên khác không chị? Bé cọp bé mèo được không? Chứ bé heo em bị bé heo cũng bơm mấy quận. À, bộ hồng quăng qua mã mấy? Bộ hồng quăng qua mã mấy? Màu hồng không nào? Bộ hồng nào? Màu hồng đó đi. Màu này nè. Ừ. Đó mã mấy hả? Trên bọc mã mấy hả? Bộ này là mã 8. Bộ này đẹp mà cho anh mùng mai. Ồ 95 ngàn giải đẹp lắm bà ơi. Em thấy thì hỏi con nè, để em lên cho chị. Ừ, đẹp quá nè. Chị muốn làm gì đó? 55 cái chị muốn mua cái lụa mà em đăng mà caro đúng không? Rồi hồng này mã 8 nè. Rồi để em lên cây caro, chị đợi em xíu nha. Em lên cây đùa xong lên cây caro cho. Rồi chị nào lấy đỏ bi, còn em đỏ bi kèm size giùm em nè. Cái này có size mà ngồi nghe, size 456. 69.000 đỏ bi. Bà em mặc 69.000 nè chị. Đùi. Đùi. Đùi sale mọi người nha. Rồi cam em nè. Cam giùm em. Anh lấy cam, anh cam. Quá trời. Ừ. Rồi 60kg là cái nào chị Nguyễn Nguyễn Thị ơi. Rồi chị nào lấy chó em nè. Chị Nguyễn Thị hỏi nào 60kg. Rồi chó em mọi người nha. Quá trời đẹp luôn mấy chị. Ừ, ừ, nhớ không? Rồi sữa giùm em, hai lấy sữa chút sữa. Lập thể gì chị? Lập thể tay dài hả? Lập thể tay dài hay lập thể dây? Rồi riêu sọc kèm size giùm em mấy chị gái nha. Cái này em có size từ 45 đến 67 đâu là vừa. Đó, chị nào lấy cho em mấy chị ha, riêu sọc kèm size giùm em. Có 69.000 bộ thôi mọi người ơi. Rồi hồng sen kèm size giùm em. Đấy vậy hồng sen nè. Bộ đang mặc mẫu khác nghe là cái gì? Riêu sọc 65kg chị Hoa Lê. Ok, chị Hoa Lê có riêu sọc. Kẹo dứa giảm cân 165.000. Giảm là tùy theo cái cơ địa. Ok, cam chị Hoa Phan. Chị Hoa Phan nhớ cọc cạc giùm em nghe chị ơi. Bên em không cọc lại không có chốt nữa đâu chị. Nhiều lắm rồi chị gái nha. Tại chị khách mới thông cảm giùm em nghe. Chừng nào chị khách quen đi em giữ cho chị. Giảm cân thì tùy theo cơ địa mấy chị nghe. Ví dụ như cơ địa mình hợp á, thì mình giảm từ 5-7kg không chừng. Còn cơ địa mình không hợp thì nó xuống hết. Vậy đó mấy chị. Ừ. Rồi. Ok chị. Nhớ mua giùm em cái Vina 200 nghe chị nha. Trước sau giờ mọi người cũng phải trả tiền cho em à, đúng không? Mình cọc trước thì cũng vậy à. Rồi, hoa sữa giùm em. Chị Quỳnh Hán 65kg lấy mấy bộ chị? Chị Quỳnh Hán lấy đùi 65kg mấy bộ chứ ơi. Cho chị coi kẹo giảm cân coi, đưa hộp kẹo giảm cân coi chồng ơi. Rồi, em lên hồng 60kg chị Nguyễn Nguyễn Thị.
Rồi. Anh đi ai ơi, sao lấy cái ai em biết rồi. Có gọi nghe. Rồi. Gì vậy nhỉ? Chi vậy? Trời ơi, tao lại mà kiếm tao lao. Rồi nè mấy chị nè, kẹo dứa nè. Một bịch như vậy là 165.000 mà nó có 7 viên thôi. Mình ngậm mỗi ngày một viên, trước khi ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 30 phút. Đó, cho chị xem lại bộ cam. Cam đùi. Anh ai đưa cam đùi đây. Đây nè chị. Đây cam đùi. Áo mặc là quần đùi. Quần đùi có túi luôn mọi người nha, 69.000 bộ giùm em. Đó có size nha. Đó, em ra cái này là có size mọi người nha. Ví dụ như chị nào lấy cam thì comment em là cam kèm size. Cam kèm size. Được nha chị ơi, nhưng mà mình uống cái nào có thứ thôi mấy chị. Ví dụ như cái này thì em chưa thấy phối hợp nha. Phối hợp là em thấy người ta uống ba chi kèm với đông y chứ chưa có thấy người ta ngậm cái này với đông y nha. Rồi Alex comment mấy chị ơi cam kèm size giùm em nè. 69.000 bộ. Ha, sữa đùi 65kg cho chị ăn đông, ok. Ngậm một ngày một viên đó chị. Uống trước khi ăn 30 phút hoặc là sau khi ăn 30 phút giùm em. Mà một bệnh gì đó có 7 viên rồi đó chị. Em thấy người ta bán tới 200 mấy ở trên TikTok đó. Đó, này quán có 165.000 mấy chị gái nha. Bộ này mặc là bảy lụa, chơi lụa. Lụa giùm em nha. 69.000 bộ á. Em còn một đống kìa chị Hoa Phan ơi, bà lấy bao nhiêu bộ? À, tùy theo cơ địa của mình chị Dung Dương. Tùy theo cơ địa của mình chị yêu. Đúng không? Cam 65kg chị thị hiện như cái đồ đủ màu trên đây. Đủ màu đó. Này trời ơi, sao đùi cái này nhiều đùi chứ ta. Cái này lỡ nè. Lỡ nè. Trời ơi mấy chị nè. Chị nào muốn coi lỡ không có lỡ nữa nè. Thì giảm cân em nói với chị rồi. Ai mà nói với chị là uống mà giảm là gạt mấy bà cho mấy bà mua đó. Thì theo cơ địa mấy chị ơi, mình uống giảm cân đó là mình phải kiên trì mới được nha, chứ không kiên trì là không có được đó mấy chị, đúng không? Đến khi ăn cơm gọi nó vậy ba. Vậy hả? Rồi mấy chị nè, đó. Lộ lửng giùm em nè. Bên em hơi mờ hả? Ok chị Hoa Lê nha. Hơi mờ hả mấy chị, đợi em xíu thôi. Đợi em xíu mọi người nghe, em đổi mạng lên đây. Tại em nãy cúp điện hả mấy chị. Bé chị nó uống ba chi mà 83kg còn 76kg, uống từ từ mới xuống. Chị kêu bé đừng có gấp nha, kêu bé chị đừng có gấp nha, tại cái số ký bé nó hơi cao á nên nó uống phải hơi lâu nha chị ơi. Giảm từ từ, cái thứ nhất mọi người nghe, giảm từ từ nó sẽ an toàn nè, cái thứ hai là nó sẽ không bị lên cân lại mọi người nghe, cái thứ ba là nó sẽ không á tổn thương cái sức khỏe của mình nghe mấy chị nha. Mấy chị đừng có ham giảm, mà uống cái giảm mấy chục ký nha mấy chị gái nghe, em có giảm từ từ. Anh thấy mấy dây giận sao em coi. Rồi mấy chị ơi, lụa lửng này 101 giùm em nè. Cái này nó cũng hay đó mấy chị, nhưng mà em chưa có trải nghiệm thì em không biết nha. Cái này là do feedback của khách đó. Người ta mua chỗ khác mà ngồi nghe, người ta uống thấy ok rồi người ta qua em, người ta kêu lấy hàng về sẵn người ta mua quần áo mà ngồi nha. Ví dụ như mấy chị, mấy chị kia mua cái này nè, bên cái chỗ khác là người ta không bán quần áo. Ờ cái gì lộn, phải đi chợ để gì. Ờ mấy chị biết không, người ta bán cái này người ta không bán quần áo, mà mấy chị kia người ta chỉ cần mua cái bịch này thì tốn tiền xếp 35.000 mấy chị gái nha. Qua bên em hôn mua quần áo nè, múa này múa kia nọ mọi người nghe, kèm luôn phí xếp có 25.000. Thì mọi người ngay nghĩ đi, nó thành ra người ta kêu em lấy về bán mà vậy ha. Đó, đặng mà mình mua có một lần xếp. Rồi 55 mấy chị ơi, 55 đổ lên nha. 62, 63 đổ lại bằng đẹp giùm em mấy chị gái nha. Lộ giùm em nè, 101.
Rồi chị lấy bộ này chấm mã hồng giùm em. 55-62 đó lại vừa mình ngồi nghe chấm mã lụa hồng chấm mốt giùm em. Chị nào lấy lụa hồng chấm lụa hồng. Mấy chị nè xanh đậu dữ luôn không. Rồi 55-62 cái bằng vừa mình ngồi nha. Ồ ôi mấy chị đẹp không. Rồi chấm mã xanh đậu 101 giùm em. Tóc chị khô có dầu. Ủa khô mà có dầu là gì chị? Tóc khô mà có dầu là sao chị? Rồi còn anh Hoa xanh đen mọi người. Có chỗ bán 270 miễn xiết. Vậy hả? Em không biết giá luôn. Thật sự mọi người, em không biết người ta bán giá nhiều mọi người nghe thiệt. Em thấy người ta bán 200 mấy thì em không nhớ nữa thật sự. Tại vì em thấy lướt TikTok không mọi người nghe. Em cũng muốn coi nhiều. Còn em bán 165 ngàn, chủ yếu là cho khách em muốn nghe, kèm quần áo mọi người nghe. Tại vì em nói với chị rồi, em bán mấy cái mỹ phẩm này, ví dụ như hũ này em bán cho chị 45 ngàn nè, là em lời được 5 ngàn. Đó. Rồi chai sữa tắm bán với chị 95 ngàn nha mọi người nghe, em lời được 7 ngàn. 7 ngàn mà em bù cho mấy chị cái phí ship nữa. Tại vì chai này nó tới bao nhiêu ml, nửa lít nữa. Nửa lít nó như là nửa ký mọi người nha. Nó em bù ship cho mấy chị nữa. Tại vì bên bưu điện nó căng ký, nó tính tiền em, đúng không? Đó, còn cái này nó nhẹ mọi người nha. Nó nhẹ mấy chị. Ví dụ như bán mấy chị hỏi bịch này em đòi được 10 ngàn nha. Đó, mà nó nhẹ mấy chị hỏi bù ship, đúng không? Đó, vậy đó mọi người. Có này có kia nọ. Như cái kè nè, nó bán cho vui nè. Mấy chị ham vui, lời 3 ngàn bạc. Cái kè bán 25 ngàn lời được 3 ngàn. Mấy chị nghe, cái kè này nó bán rẻ nhất là cũng 35 ngàn. Mấy chị ơi, em bán có 25 ngàn à. Coi mấy bà coi nè, nó trời ơi, tại đâm ơi. Hết thì mua, lấy về đó đặng mình xài luôn vậy đó mấy chị, gửi luôn không? Đó mấy chị ha, tóc mấy chị kéo lên nè, mấy chị kẹp kiểu nè kia 25 ngàn. Vậy hả, bán 195 nè, trời sao nhiều giá quá mọi người nghe, rồi cởi đi mấy chị ơi đó. Thì mấy chị đừng có sợ hàng giả nghe, mình bán quần áo mấy chị dòm em coi bán quần áo không có ổng không đâu, đi lấy mấy cái này mà giả gì bán đâu mấy chị thiệt. Rồi, ai lấy comment hoa xanh đen, chị nào hỏi lửng lụa lửng mấy chị. Bà nào hỏi em lụa lửng đâu rồi, ở nè nguyên cây này lửng không nè. Lửng đẹp quá trời. Rồi lửng chín tắt luôn phải không, cái này chín tắt luôn. Sao bữa nay em về lửng với lùi dữ vậy cha. Rồi mấy chị ơi, cái này là sai nè mấy chị dễ thương ha. Ủa cái này là cũng lửng đó mọi người ơi, sao nó để là cái này lỡ mấy chị nghe, cái này là lỡ nghe mọi người nha. Ồ đây mấy chị, lỡ này hết cưng nha. Rồi lỡ này sale cho mọi người cái này dễ thương quá vậy. 95 ngàn, 45 cho tới 60 đô lại vừa mấy chị ơi. Đó, 95 ngàn, cầm em nè. Lên lụa dài hả? Lazada. Ừ, em cũng không biết nữa, không có chơi Lazada. Em không có chơi cái đó, không biết. Rồi mấy chị ơi, đỏ giùm em mấy chị gái nha. À lấy đỏ, comment đỏ giùm em. Đẹp quá mấy chị, 95 ngàn. 45-60 ký bằng vừa mọi người nha. Đỏ giùm em 95 ngàn, xanh 95 ngàn. Lên lụa quần dài nha. Ok, đợi em xíu nè. Lụa quần dài phải không. Rồi hồng mấy chị ơi, hồng lỡ giùm em 95 ngàn, hồng lỡ. Ai lấy comment hồng lỡ, đúng rồi. Cà phê xanh mọi người uống ha. Nếu mấy chị hợp, mấy chị uống cái này mà kết hợp với đông y em lắm nè. Tại vì cái hai cái dòng này là dòng thảy mỡ dành cho chị nào không thích giảm cân nhiều. Đây mấy chị nghe, cái này là 240-30 gói. Uống trước khi ăn sáng một ngày một gói mọi người nghe ngon lắm. Em cũng đang uống nữa. Mà hôm nay em uống thuốc viêm họng này kia, bởi vì em ít uống cà phê này loại nè. Rồi lỡ này 95 mọi người ơi. Ôi ôi dữ thương mọi người ha. Rồi lấy vàng, comment vàng giùm em. Vàng 95 ngàn vàng. Cháu chị nó cũng bán 195 nha. Trời sao tôi bán rẻ quá vậy. Em bán lợi nha quý vị nha. Em bán lợi nha. Nói giỡn chứ mọi người, đã nói với chị rồi. Em bán chủ yếu là ba cái đồ này em kèm mỹ phẩm. Ê anh hai đưa cái khay đựng đá nha. À nè nè, đây nè. Đây mọi người khay nè. Cái khay này 30 ngàn. Khay này ngủ xịn mọi người. Nghe mấy chị để nước rồi thành nóc đá đi nha mấy chị, 30 ngàn. Vàng 95 chị Thu Trang, ok. Ủa sao cái này, cái cây này đấy là cây bên cây đùi mà sao rớt qua đây nè. Cái này sao nhỏ này chị Thu Trang. Chị Thu Trang lấy này bán nè. Chứ trời với Phật cho Bình Dương xanh trở lại, đặng nó cho em giao hàng coi. Rồi đỏ giùm em mọi người nha. Đó. Ai
lá đỏ trúng đỏ mọi người ơi, quá đẹp luôn. Chỗ em bây giờ nó cũng rung rinh. Trời ơi mấy chị nè, xe bự nữa nè. Tiểu thơ. Trời ơi. Sao này nó gì đây nè, kiểu tùm lum hết trơn. Húng hoài luôn đó. Húng. Bạn na vậy? Đấy không? Ừ. Bởi vì không biết luôn, xanh lè xanh lét mà nó không cho dao, không biết luôn nè. Rồi mọi người nghe, đẹp quá mà chị nghe bi, tiểu thơ, quần lõi giùm em nè. Rồi. Nhá mừng Thi á. Bà Thi bắt kẹp, bà Thi sáng bà Thi bắt đập. Cho Trình Dương thấy người ta giao đồ cũng nhiều lắm. Em không biết nữa. Thôi bỏ đi. Rồi mấy chị ơi, comment bi giùm em 95 ngàn nha. 60kg là vừa bi 95 ngàn luôn. Bi xanh riêu. Thi làm gì anh thầy? Rồi anh thầy đưa ba cái này ra đây em coi. Rồi bi vàng em mới chủ vàng rẻ thúng phải không? Vàng em 95 ngàn em luôn. Là từ từ bà nội ơi, để nó ấy, để đưa cái đó cho em ơi. Giờ em bán rồi, em hết chứ hết, nhớ giá luôn mấy chị, trời dễ thương quá nè. Ôi ôi mấy chị, rồi mấy chị, 5 cái khăn 30 ngàn nha. 5 cái khăn 30 ngàn, rồi cái quần này có 50 ngàn bạc nha. Quần 5 mông. Đó, quần 5 mông giùm em, 50 ngàn quần 5 mông. Nhờ. Trời ơi mấy chị, gấm nè, gấm này em có size nhỏ size bự luôn, chị Thu Trang có bán gì được không? Gấm đẹp lắm mà chị Thu Trang. Đó, gấm này là size 65 nè mọi chị, mấy chị 55, 65 cái bằng vừa nè, 115 nghìn gấm nè. Đó, ai lấy gấm chút gấm giùm em. Trời ơi mấy chị, đẹp không? Trời ơi, bì bận với thương quá mấy chị. Ôi ui, 60kg là vừa mọi người, 95 ngàn. Rồi bi hồng đó nè. Trời ơi, dễ thương chưa, quần lửng. Rồi ai lấy bi hồng, comment bi hồng giùm em. 50-60 cái bằng dừa, bi hồng, bi xanh, bi vàng, 3 bi. Bi hồng, bi xanh, bi vàng, bi riêu. Đây mấy chị. Rồi ai lấy chốt mùa, ủa xanh đẹp quá mấy chị nha. Rồi. Con có dặn rồi. Rồi ai lấy comment bi xanh mấy chị ơi. Đó, bi vàng, bi xanh, bi riêu, dễ thương không? Rồi. Bộ này mấy chị ơi, 55-56 lại đẹp giùm em nè. Rồi, lửng mọi người nha, 125 ngàn. Lửng giùm em 125 ngàn. Ok, chị ăn đông 5 cái khăn. 5 cái khăn này mấy chị có thấy đẹp quá luôn. Có quần dài không? Chị Nguyễn Nguyễn ơi, tiểu thơ quần dài hả? Giờ nãy đi ăn, ngày nãy thấy nó ăn rồi. Quần dài là nào? Tiểu thơ quần dài. Rồi, xíu đi mấy chị ơi. Cái này lính em ăn chưa rồi. Ôi ôi mấy chị dễ thương không? Rồi 60 đó lại vừa mấy chị nghe, lụa mango. Ủa đẹp quá vậy. Rồi chị nào lấy bộ này cho em mọi người nghe. 125 ngàn. Ôi ôi dễ thương cho. 50-60 cái bằng dừa. Vàng 125 ngàn nha. Chị Hoa Phan em thấy chị có rồi. Vàng hoa 125 ngàn giùm em. Trời ơi, cái này là ai chắc cái này đi rồi. Ủa đó người ta không đủ bán đi. Rồi mấy chị, 55-62-63 lại giữa mấy chị gái nha. Latin giùm em, đùi nè. Lên thun hả chị, đợi em xíu đi. Rồi ai lấy comment mấy chị gái nha, thun gì chị? Chị mua thun gì? Rồi 55-65 cái bằng giữa mấy chị nghe. Ồ mấy chị đẹp quá ha. Rồi đùi giùm em nè, 85 ngàn đi. 2125 mấy chị Thương Nguyễn ok. Lấy cái tiểu thơ quần dài coi thi. Rồi, ai lấy chốt mọi người nghe, tím giùm em nè, 85 ngàn. Ủa đẹp quá chị nghe, nó có 3 màu, màu tím, màu xanh đen. Cái gì? Bồ Hà Anh Hai đang ship kìa. Latin có quần dài không em? Latin có quần dài vậy, chị muốn mua quần dài kiểu gì? Ôi ôi, mấy chị cái này đẹp không? Latin đùi giùm em mọi người nha, 85 ngàn. Ồ, đẹp quá. Tí
885 cho chị Thu Trang. Đẹp quá chị Thu Trang ơi, có 3 bộ lấy giùm em đi chị Thu Trang. Chị ăn đông bao nhiêu ký? Chị ăn đông nhiêu ký? Rồi, em hết tím rồi chị, em còn xanh ngọc với lại đen mà chị, lấy giùm em đi. Cái mẫu này nó không có quần dài chị ơi, cái mẫu này nó có quần lỡn nè. Rồi, yêu lấy chốt mọi nha, 85.000. Ồ, ôm cái chị đẹp quá. Bạn lên siêu đẹp luôn á, cái này khỏi là bạn lên siêu đẹp luôn. Rồi, chốt em mùi nha. 84 ký hả chị, em còn xanh đen với xanh ngọc á. Chị Hoa Hoang ơi, chị thông cảm, khách mới mình nhận ấy chừng nào cọc đi hết chốt nữa chị ơi, thông cảm cho em đi chị, chứ để chốt một người cái nữa xả ra một mâm của em nó mất công á chị ơi. Thấy đây cái cực lắm á chị ơi, bộ hoa 55 ký bằng đẹp á chị Thu Nguyễn ơi. Vừa nghe chị Thu rõ rồi. Rồi nè mấy chị, tiểu thơ xe bự nè, 65 nó lại vừa nghe mấy chị gái nha. Cái này em xe có 95.000. Đây mấy chị quần dài luôn, quần dài 95.000. Ok, xanh đen chị ăn đông. Rồi chị yêu lấy bộ này cho mọi người nha. Đó. Ai lấy comment mấy chị ơi. Rồi, màu xanh, màu hồng. Màu xanh, màu hồng. Hồng, hồng, hồng đậm, hồng dâu mấy chị gái nha. Rồi vàng. Kem. Chị gái nào chốt comment mấy chị gái nha. Rồi chị Phương Bùi bữa đó mới thả em mâm nữa rồi chạy rồi vô chốt nữa hả. À, bên em điện chị 4-5 ngày luôn, rồi xong cái hồi vô ấy cái đầu kêu xả nguyên một đơn, giờ chốt nữa hả chị. Trời ơi mấy chị, mình chắc mua chắc lấy hay chốt em mà người ơi. À em thật sự luôn, em không ham bán nhiều thật sự, không phải là mình nói mãi mấy chị nghe, bán nhiều rất là mừng thật sự luôn. Nhưng mà mấy chị thử tưởng tượng đi mấy chị gái nghe, em bán 1 ngày 300 bộ đồ mà ngày hôm sau em với anh Thi ngồi mấy chị nghe nè, chị này tên này, chị kia tên kia, mấy chị nghe chốt cái gì mà người nghe, làm thành một đơn cho mọi người rồi điện đọc đồ mấy chị xả ra hết trơn, mọi người không lấy. Em ngồi em nói mấy tiếng hồ, mọi người nghe mấy chị cũng ngồi coi mấy tiếng hồ luôn. Mà tới hồi mấy nhầm khi điện mấy chị nghe điện 4 ngày 4 đêm luôn, mọi người không nghe. Có điện sáng điện chưa điện chiều điện đó, điện vòng vòng điện hoài luôn mấy chị không nghe đó. Rồi xong mấy chị xả đi, điện thoại mà em không hiểu thật sự mọi người nghe. Em thấy trên cuộc đời này mọi người nghe, thế kỷ này rồi là điện thoại có khi một người 2-3 cái thì có khi một người 2-3 cái luôn mọi người nha. Đó. Mà cái chuyện mà điện thoại mà liên lạc bây giờ là không phải như hồi xưa mọi người nghe, là liên lạc 24/24 luôn. Mà điện thoại mấy chị không có để cho mình là em không tin, em nói thiệt. Điện thoại không để cho mình là em không tin. Thật sự mọi người nghe, đó, em chính bản thân em nè, em đi đá em phải đem theo nữa. Tại vì công chuyện của em mấy chị nghe, em đi tắm em cũng đem điện thoại theo đó mọi người. Nó nhầm khi nó gớt ướt nữa mấy chị nghe, đó, mà điện thoại em nó nghe em cũng hên. Em gớt mấy lần mà không gớt vô toilet nữa mấy chị nghe. Đó. Đi đá cũng phải đi theo nữa, tại nhiều khi em đi đá mà ngồi điện ngồi đây tao chạy ra không kịp á chị, nó phải đem theo đặng gọi mấy chị điện cái em nghe liền. Nó em sợ khách giận mấy chị vậy đó. Tiểu Thư có size nhỏ không? Có rồi. Tiểu Thư 60 ký là có nè chị, đây 60 ký là bằng cái size này nè chị Nguyễn nè, chút màu đó chị, nó có màu biển nè, màu biển, màu hồng, màu dâu, màu cam, màu vàng. Nên mọi người thương em đừng làm gì với em mấy chị ơi, tội nghiệp em thiệt. 68 ký cao như chị Quyền Hồ ơi. Mọi người mua mọi người có trách nhiệm với em chứ coi mấy chị. Rồi cái size nhỏ thì em còn có 2 màu thôi. Sao vậy chị, đi ra đường sống ăn thổi theo trời, rồi lỡ gì mình nói không phải mấy chị xui rủi, mình lỡ mình có cái chuyện gì còn sao, mình phải đem điện thoại chứ mấy chị, phải có cái gì đặng mình liên lạc với người nhà chứ, lỡ mà mình đạp bánh tráng bánh thòng được kia mấy chị nghe, rồi mình mất đền đó. Mấy sáu ha, mấy sáu là bộ đó vừa đó. Lỡ mà có đạp bánh tráng bánh thòng rồi sao chị. Rồi xe nhỏ còn màu cam với màu xanh. Xe nhỏ còn màu cam màu xanh mấy chị ơi, đẹp quá nè, 95.000 đó. Em hơn bán lại dễ cho mấy chị là trời ơi cái bộ đẹp quá. Ôi bộ này bận lên dễ thương quá ha. Trời ơi bận ở nhà cái dĩ cho tôi đem đi giặt, cái tôi bận cái bà đòi mua, cái tôi bận cái tôi ế vậy nè, nó lai vậy nè, cái nó ế nha, cái em bận em giặt em bận cái mấy chị đòi mua vậy đó. Rồi size nhỏ 55 nó lại vừa, nó có 2 màu, 95.000, màu cam màu xanh. Rồi qua mẫu luôn mọi người, xanh đậu dâu với xanh 2 bộ, size 2X cho chị Nguyễn Nguyễn Thị. Bây giờ dâu với xanh ha. Ừ.
Okay, hết chứ lâu mới gặp chị Lê Nguyễn Nguyễn nha. 2 bộ 57 ký tiểu thơ. Ok chị. Dạ chị chắc lấy không chị Phương Bùi, để em chốt rồi xong rồi chị thả nữa chị. Rồi bữa đó của chị là cái đơn chị nè, em thả là bữa đó là hình như là 7-8 bộ vậy, 6-7 bộ luôn á chị. Em điện 3-4 ngày không đêm luôn á chị đó. Chị chắc lấy thì bên em chốt lại cho chị nha, để có công mà chị mà thả nữa chiếc này chị em mình chia tay thiệt thiệt. Nói chung là trăm người bán dạng người mua mấy chị nghe, nếu mà mấy chị thấy em bán khó quá thì mình qua shop dễ dễ mua cũng được. Thật sự. Rồi ôi mấy chị. Ồ đâu có một bộ đuổi mấy chị nha. 65-67 là đẹp giùm em nè. Rồi. Quần dài màu đỏ. Đuổi nha mọi người nha, cái này chắc lộn đâu nè mấy chị nghe, đẹp á. Rồi xe luôn cho mấy chị nha. Ai lấy cho em 60.000. 65-67 là vừa mấy chị nghe, đuổi xô 60.000. Dạ có gì đâu chị. Thà là mọi người nói này kia đằng cho em biết mấy chị nha, chứ mình chụp hình với điện thoại mà mấy chị im du là em buồn lắm mấy chị ơi. Tại vì mình làm cũng cực lắm mọi người, em biết rằng là mình buôn bán mình phải chịu cực rồi. Rồi mấy chị nghe dễ thương nha, bộ ngố nè. Ngố này em sale có 75.000 nè. Đẹp lắm mấy chị. Bộ ngố này 50 đổ lên nha, 65 nó lại vừa. Rồi ngố sọc giùm em 75.000 ngố sọc. À gì đó, bán mít rồi, bán mít thì ấy phải rồi chị. Rồi 50-60 ký mọi người nghe, chứ mã bò nâu em nè, cái này lụa manh gồ nè, đẹp quá nè. Ôi ôi xuất sắc mọi người nghe. Rồi chứ mã lụa manh gồ giùm em 135.000 bò. Bộ đũa đó 65 nó lại vừa nghe Đặng Pha Nam ơi. mấy chị dễ thương nha. Rồi bò sữa đùi giùm em mấy chị 75.000. 45-60 ký bằng vừa mấy chị nghe. Bò sữa giùm em, bò sữa 75.000 đùi. Lập thể nè. Ôi ôi dễ thương không. Rồi lập thể vàng giùm em 100.000. Đó, đỏ 65 là gì ta. Ok. Chị Châu Ngọc, chị Châu Ngọc 63 ký mét 6. Rồi lập thể giùm em 100.000 lập thể lửng. Rồi 50-60 ký bằng vừa mọi người nha. Rồi cho em mãi gặp. Mãi gặp đuổi mọi người nghe, quần chính tắc giùm em 101 nha. Chị nào lấy gặp chút gặp giùm em mấy chị ơi, gặp 101 giùm em nè. Bây giờ nhìn trước quá trời nhiều đồ, giờ không biết mấy em gì vô like luôn nè. Rồi mấy chị sửa giùm em nè, 101 luôn, quần chính tắc. Ủa không á, 50-60 ký bằng vừa mấy chị, sửa 101 giùm em. Ok cho Ngọc nha, là phải vàng 65 ký không vừa chị ơi. 65 ký không vừa. Trời ơi bộ đũa đẹp mấy chị, 55-62 đó lại vừa nè. Rồi cho em mã tím sen, 85.000. Tím sen 85.000 mọi người ơi. Có đồ bộ 70 ký không? Có vậy, 70 ký em có pyjama tùm lum chân kìa. Rồi bọn này mấy chị ơi, nó đùi ngủ ha. Bộ này 65 nó lại vừa em nghe mấy chị, cái quần satin áo bằng lụa hồng khói gì nè. Chị 54 ơi, chị gắng đợi giùm em nha. Tiền Giang bữa nay là nó không có cho giao giao hàng chậm luôn á, mà cái bữa của chị đi là còn đi giao hàng chậm á. Bữa nay Tiền Giang là nó bắt buộc em phải đi giao hàng nhanh đó mấy chị nghe. Giao hàng nhanh 58.000 đơn không á. Nói mà em dán chị em bán chứ bây giờ thật sự mọi người nghe là muốn hết lời luôn. Mọi người ơi, tùy theo khu vực mấy chị gái nghe, mọi người gắng đợi giùm em đi. Đơn hàng có khi một tháng trời mấy chị mới nhận được nha, bởi vì em đang rất là gầu luôn mấy chị. Nó do dịch, nói chung là nó đang phức tạp, rất là phức tạp luôn. Đặc biệt là Tiền Giang nó đang rất là bu, là cái vụ mà mấy chỗ chốt chặn chốt bọng mà đi ở Bình Dương, thành phố Đồng Nai này kia về mấy đường nó không nói vậy. Nó nên nó rất là lụ bu nghe mọi người, gắn đợi giùm em mấy chị ơi nha. Rồi ai lấy bộ này chốt mọi người nghe, đẹp quá nè. Đó xem mọi người luôn, 75.000. Không có số 2 nghe, em có số 3, số 4, số 5 mà hình như không biết còn không à. Sợ hết á. Sợ hết rồi chị Phạm Thị ơi. Lên nó phát đi thì lấy nó phát vô sale đi anh Lâm. Dẹp gọn gọn mấy cúng này coi, sắp gọn gọn này ra đang lên nó phát sale phát đi. Rồi mấy chị. Dễ thương quá nè. 60 ký là vừa. Ồ bộ đùi này dễ thương quá chị nghe. Đùi này lụm anh gò luôn nè mấy chị, 75.000. Ở xa mấy chị nghe dễ thương quá em. Đó nhầm khu vực mấy chị.
gắng đợi giùm em nha. Ôi ôi cái này dễ thương quá vậy. Rồi mấy chị ơi, cái quần bằng lụa nè, nó mới láo này nè. Dễ thương nha. 50-60kg bằng vừa 85.000. Cái gì mà ôm sùm chứ hả? Rồi, bộ đuổi khói thì mấy chị gái nha, 85.000. Chị nào lấy bộ này chứ mã đuổi khói 85.000 nha em. Bộ này thấy nó sai sai không? Sai. Bộ tím 53kg rộng có màu hồng. Anh hai đưa bộ hồng em lên đây. Màu hồng đó đó. Bộ hồng đuổi kìa, bộ hồng đuổi kìa bà nội. Bộ hồng đuổi kìa, ừ. Này chị Hồ Liễu ơi, 53kg lấy bộ hồng ơi. Chị nói trang bộ tím đó nhưng mà màu hồng. 53kg bộ này chị, bộ đó 53kg nó rộng đó. Để lộn quần đi má ơi. Đây nè. Đẹp quá ha. Rồi, bộ đùi 75.000 nè, chúc chị Thu Trần nè. Khá bạn trong mình nè. Rồi nè chị, 40-55kg bằng vừa nè chị ơi. Chứ mã hồng nè, hồng 85.000 nè, đuổi đuổi thiện á. Đuổi xịn đẹp lắm mấy chị ơi. Đuổi xịn siêu đẹp luôn. Cái này gì cho. Chưa Hương Trần thấy bạn đùi quá ha. Trời ơi, giờ này mới nhấp nháy ảnh hương quá không sầm rồi nha. Rồi mấy chị, 65 nó lại dùm em nè. Tiểu Thơ mà tay lỗi rồi mọi người nghe mấy chị. Không có lỗi gì mấy chị bận nó tới đây nè. Rồi 95.000 dùm em. Rồi lấy bộ này comment thổ thổ cẩm nha. Ừ. Rồi 65 nó lại vừa ngồi nghe chứ mã thổ cẩm giùm em, 95.000 mã thổ cẩm. Rồi 40 đổ lên nha mọi người nha, 55 nó lại vừa. Rồi sau len mấy chị ơi, rồi sau len đẹp quá. Rồi sau len là 100.000. Ờ, vải rũ, vải đuổi hay là vải rũ chị? Ờ, cái gì? Áo này nè. Nè áo này nó nè. Rồi lộn cái áo này luôn nha mấy chị. Trời ơi má ơi. Rồi mấy chị, 65 nó là vừa nghe ta cánh dơ nè. Mấy chị, ở đâu mà còn bộ này, giờ nhớ nha, còn 2-3 bộ vậy ta. Rồi xe bộ này cho mọi người nghe, sọc cam 60.000. Ta cánh dơ. Còn bộ cuối cùng nha mọi người nha. Rồi cho em 60.000, 65 nó lại vừa nha. Sọc giùm em 60.000. Rồi mấy chị, đẹp ha, 60 đổ lại giùm em nè. Tiểu Thơ, lộn, pyjama. Quần chính bắc mọi người nghe, ở nhà bạn mấy này dễ thương lắm nè. Rồi lấy comment mã sữa giùm em, 95.000. Sữa giùm em mấy chị ơi, pyjama sữa 95.000. Rồi một cái áo nam. Đây mọi người nghe. Một cái áo nam size 65 nó lại giùm em mấy chị ơi. Rồi còn cái xe luôn cho mọi người, lấy cho em 50.000. 50.000 cái áo nam nè. Rồi mấy chị, 65 nó lại giùm em nè. Trời ơi mấy chị nghe, quần dài nè. Rồi 65 nó lại giùm mọi người nghe. Ồ màu đẹp quá, 85.000. Rồi áo nam 50.000 cho chị Lâm Trần nè. Rồi em đưa dự bị cho chị Út Trang nha. Miễn chị hôm nay chị khách mới đó, không nghe máy thì cho số điện thoại em đưa qua chị. Đuổi bộ chệt dừa nghe Phạm Thị ơi. Bộ sữa đó là dừa đó, 47kg bằng dừa. Áo nam nó em hết rồi mấy chị ơi. Ok, bộ hoa 85.000 cho chị Thu Trần nè. Ơi áo khoác nằm dưới, ở dưới này cũng nhóc quá trần đó thầy. Rồi mấy chị, áo khoác nè. Đây dễ thương cho mọi người nha. Ủa áo màu này đẹp quá vậy. Rồi cái áo khoác này mọi người nghe, size nít nè. Ớ áo nam 50.000 hết rồi chị ơi. Hết trơn rồi. Không cái nào. Rồi bộ này chị nào lấy comment giùm em. Ủa cái này là chị gì nè. Áo 50.000. Ủa mấy bà thấy áo hết áo rồi.
Rồi mấy chị đầm kèm quần nha. Ôi ôi mấy chị nghe sơ mi đẹp quá luôn nè. Rồi em còn hai bộ nha, chị yêu nào lấy chốt em nha. Em bán vừa tặng cho mọi người luôn. Này là 50 đổ lên nha, 62 đổ lại là mấy chị bạn đẹp giùm em nha. Đó, hai bộ 125.000. Chị nào chốt em hai bộ giùm em mấy chị gái nha, bán cơm bộ hai bộ. Đây mấy chị dây nè, mình cột vô đây nha. Quần. Đó, quần có túi luôn mấy chị nha, quần có túi luôn nè. Rồi, chốt em hai bộ đầm kèm quần. 125.000 hai bộ giùm em. Chị lấy comment combo hai bộ giùm em. Rồi 65, 87 là vừa mấy chị gái nha. Hồng giùm em á, hồng lửng là sale 65.000. Chị nào lấy hồng lửng chứ hồng lửng nha. 65, 67 là vừa hồng lửng giùm em, 65.000 hồng lửng. Đó, mọi người nghe giữ đơn à. Ok, hai đầm chị Chí Tư. Giữ đơn hồi ngày 10 tháng 7. Mà bây giờ là ngày 8 tháng 10 rồi mọi người. Gì thi, giữ giữ thi. 10 tháng 7, 8 tháng 10 là nhiêu? 3 tháng nữa mấy chị. Nghe chưa? Rồi. Đó, hồng 65 là chị Nguyễn Húc em. Rồi xanh đen em 65.000 luôn mọi người nha. Đó, 65, 67 là nhiều mấy chị. 65.000. Cái hồng lửng với đó. Ừ. Rồi 65, 67 là dừa đen giùm em luôn. Ai, mẹ nào, mẹ đây hả? Sao? Kỳ á. Xanh đen 65 là chị Hoa Lê. Bà, vậy là bà mẹ Vân Thi thuộc bên Văn Thường. Văn Thường là tới mã số 5 lận mới tới mấy mẹ. Cuối cùng luôn rồi. Rồi, ai lấy chó mọi người nha. Xanh đen, em mới xanh đen mấy chị ơi. Em mới xanh đen nha. Rồi, chị nào lấy đen chút đen mọi người nha. Đó, đen giùm em. 65.000 đen. Ok, đen cho chị Nguyễn Húc em đen luôn nè. Hồng lửng. Hồng lửng, em hết hồng lửng rồi. Ok. Lấy mã 8 thợ tay dài cho chị Hân Quỳnh Mai luôn. Xanh đen em hết, mấy chị nghe đen em hết luôn. Ờ, cảm ơn chị Mai Tuyết nha, cho Mai Tuyết Bạc Liêu nè. Hồng lửng thôi, nói chữ em, nói chữ em có lấy hồng lửng không chữ em ơi. Bạn em biết cũng thôi, em chốt cho chị hồng lửng thì chị gắm hồng nè. Chữ em có lấy hồng, bạn em biết em chốt nha. Mấy chị Tiểu Thư sao tin nó dài nè. Rồi, ok, vậy là lấy cái hồng lửng á, để cho chị gắm hồng đi con. Ê, cái lửng này trước mình còn không? Còn xe máy em vô xe luôn đi con. Rồi, bộ này chị nào lấy chốt đi mấy chị gái nha, dễ thương nha. Ok, đặng biết mấy chị chốt kỹ kỹ giùm em nha. Đặng em bán mà chị thấy còn nghiệp nhiều khi mấy chị chiều cái đầu, mấy chị không lấy cái đầu bỏ thường nghiệp em. Ok. Chị không lấy hồng, chị lấy bộ đen. Và bộ hồng bỏ qua cho chị gắm hồng. Rồi mấy chị nghe dễ thương không? Rồi 60 đổ lại giùm em nè. Rồi nó có màu xanh với màu vàng nè. Ở đâu mà nó có hai cái này mọi người nha. Ôi bộ này bự quá, bộ này 65 đi mọi người ơi. Bộ này 65 đổ lại giùm em đi nha. Đó, bộ này quá bự rồi. Rồi bộ này 65, 65, 67 lại giùm mọi người nha. Rồi sale bộ này cho mấy chị 100.000. Hai lấy chốt mọi người nha, 65 lại vừa nè, vàng giùm em 100.000 nè. Vàng 100.000. Rồi vậy là cái này nó có size mấy chị ơi. Cái này nó có size. 3 4 bộ 3 size vậy nè. Rồi bộ xanh này là size nhỏ. Đó, bộ xanh này là 55 đổ lại nè. 55 đổ lại nha, 45 đổ lên. Rồi cho em mã xanh nhỏ giùm em nha. Xanh nhỏ 100.000 mã xanh nhỏ. Coi xanh này có bự không? Rồi, ba bộ xanh nhỏ không à. Này là gì là nó có sai. Ôi mấy chị nha, nó cái xanh là 100.000 nè. Rồi, vàng có vàng nhỏ luôn nè. Vàng có bộ 55 nè. Em nghe nè chị Dung Dung. Rồi, ai lấy vàng comment vàng giùm em nè. Đây mấy chị, quá đẹp luôn. Em ở chợ Giàm Phú Tân An Giang nha chị Lâm Trần ơi. Em ở chợ Giàm chị chứ mới ở Châu Đốc. Em ở huyện Phú Tân nha.
Rồi, ai lấy vàng, chút vàng, vàng nhỏ em nha. 55 đổ lại với mấy chị ơi. Đó, vàng nhỏ. Không được hả? Vàng, vàng, trăm chục lấy vàng xe máy chị bà Thảo ơi. Anh đăng ký đây ghe á, bà nội xong đăng ký đi ghe. Tao nói sao mày đăng cho ba bảy xui tao được. Nó nói tại thì bảy đi ghe. Ừ. Gì? Gì? Chết cha vậy, con đâu có nói. Ông này ông khùng quá. Đi xuống dưới đăng ký đi ghe, bà nội rồi đi rồi. Mai còn. Ok, Ngọc Ánh cho xuống hội. Ừ, đăng ký đi ghe. Rồi. Vàng 65 ký thì chị hứa thỏ hứa nè. Không biết ba con mua xuống chứ không biết. Chị Bà Thảo ơi, chị lấy nhiêu? Ừ. Tao đăng ký đi nghe. Mẹ mà đăng ký đây rồi mời con mua chứ nghe. Mua nghe nhỏ. Mời con mua chứ nghe. Rồi mấy chị, áo khoác đẹp không? Ủa, áo khoác này chắc đẹp hơn này mà không ăn nhiều. 135 thì hả? Rồi, ai lấy chốt mọi người nghe. Rồi, xem áo khoác này cho mấy chị luôn, 115 ngàn. 55, 56 lại vô mấy chị nghe. Ồ đẹp lắm, này chắc cô Tông Thượng nè. Chị Dung Dương ơi, chị hiểu không? Bây giờ là nè, bữa đó chị nhớ không? Em đóng cho thị nguyên một cái thùng luôn. Nguyên cái thùng đơn của chị là bữa hổm em chụp qua đó, chị nhớ không? Nguyên cái thùng tổng đơn của nó là, tổng đơn cái thùng của chị á là 1.760.000, đúng không? 1.760.000 mà ra ngoài á, nó quá ký. Nó quá ký có nghĩa là nó ở ngoài bưu điện á, tại vì do dịch á chị, em không thể nào mà chở tới chở lui được, nó khó hiểu không? Nên nó mới mới tự động, ở ngoài là tự động nó chia ra, có nghĩa là tiền á thì nó dẫn tiền như vậy chị hiểu không? Rồi xong rồi á, nó chia hai cái đơn ra. Đó, nó chia có nghĩa là nó sẽ chia ngẫu nhiên. Bây giờ chị á, chị gấp khui thì giờ chị để cho nó đi rồi đợi cái đơn kia tới nữa, chị nhập lại rồi chị kiểm lại giùm em nha. Đó chị hiểu không? Tại vì dịch nó đâu thể nào mà chở tới chở lui. Nó tại vì bữa đó em căng cái cẳng nhà sao mà nó bị hút. Em nói chị hiểu không? Đó, đơn giản thôi chứ không có gì hết trơn. Tại vì con nhỏ bưu điện nó đâu có biết là em bán cho chị cái nào là giá nhiêu tiền đâu, cái đó là chia ra ngẫu nhiên mà tiền như vẫn vậy. Áo khoác lên màu đi hả? Áo khoác này hả? Áo khoác này màu đâu thấy? Thay đuôi con cái hả? Rồi áo khoác để xe màu lên he. Rồi qua nói cho bà Thổ lấy size 65kg nữa hả? Ok chị yêu. Dạ nói vậy đó. Em căng ở nhà em thì nó khác, bữa nay em mua cái căng rồi. Bữa nay em mua cái căng 15kg rồi mới vậy. Đó để em căng đồ đó. Tại nó giao bây giờ nó không cho giao đơn mà trên 3kg lô. Dễ gì mất chị, không mất đâu. Tại vì ở ngoài bưu điện nó có camera hết trơn chị. Ở nhà em cũng có camera. Mà ra bưu điện bây giờ nó cũng có gắn camera hết trơn đó chị nghe. Không bao giờ mất đồ được. Rồi. Bộ không khói là gì khói biết nè. Rồi nghe mọi người ơi, đẹp quá. Rồi 65, 67 là vừa. Để thấy ra lấy nó khoác thêm vô. Chứ em mở riêu. Rồi chứ em mở riêu mọi người nghe. Riêu 65 ngàn. 65 tháng 7 là nhiều, 65 ngàn. Đây. Cái bộ hồng này. Rồi 65 tháng 7 là nhiều mọi người nha. Hồng tiểu thơ lửng giùm em luôn. Trời ơi mấy chị nghe dễ thương không? Ừ. Rồi sale luôn cho mọi người nha. Hồng 65 ngàn. Lửng 65 ngàn hồng giùm em. Áo khoác sọc kìa chị. À lên áo khoác sọc không? Rồi ok. Lên áo khoác sọc liền. Mấy chị nghe dễ thương ha. Rồi 55, 62 cái bằng vừa mọi người nha. Lụa lửng giùm em nè. Đẹp ha. Rồi cái mã sọc xanh giùm em. 65 nghìn mã sọc xanh. Áo khoác sọc phải không? Đây ok. Bộ vàng còn không em? Bộ vàng là bộ gì chị? Hết rồi chị. Nó có mấy bộ đó. Khoác em đang mặc là xe 115 nghìn. Rồi. Đây mấy chị gái nha. Đó, quá đẹp luôn. Rồi khoác này em sale cho mọi người luôn. 125 nghìn. Bán lỗ luôn. Em không biết hương khói là hương gì nghe chứ ơi.
Chị đòi cái bộ em không biết nha. Rồi ai lấy chốt giùm em mấy chị gái nha. Comment giùm em nè, mã 1. Mã 1 mọi người nghe, các em đăng like size 60kg nha. 55, 62 đó lại vừa. 125.000 mã 1 người nha. Đẹp lắm mấy chị nha. Đó, chắc cô tông sợ thể thao mắc cực kỳ luôn. Mã 1. Rồi, chị yêu nào chốt nha. Chị Dung Dương muốn học cái này, hỏi em nhớ chị có rồi đó. Chị có rồi ở trong cái bao chị, hình như chốt chưa em không nhớ nữa nè. Rồi, ai lấy cái mày comment mã 2 mọi người nha. Đó, quá đẹp mọi người. 55, 62 cứ lại vừa em mấy chị, mã 2. 125.000 mã 2. Rồi, mã 3 giùm em. Rồi, ôi mấy chị, đẹp quá. Rồi, ok cho Phạm Lý nha. Không, chị cũng giao bên bưu điện rồi chị ơi. Tại vì Tiền Giang, cái cánh Tiền Giang là nguyên cái dàn bưu cục GMT bị nhiễm Covid hết luôn chị nha. Đóng bưu cục có khoảng 3 tháng nay, cái bưu cục của Tiền Giang đó chị. Nó bị nhiễm Covid hết đó chị ơi. Nên nó chưa có đường dây về Tiền Giang nha chị nha. Đó, bưu cục Tiền Giang nó chưa thông báo nhận đơn lại chị ơi. Chừng nào nó nhận đơn lại nó mới báo em. Rồi, mã này có mấy nha? Mã 3 giùm em hết nha. 55, 62 cứ lại giờ mã 3. Ok, 3 chị Chí Thư 3. Rồi, mã 4 giùm em hết chị. Ô đẹp ha. Mà gỡ bên nào nó cũng đem lại tặng nhà cho mọi người chứ. Mắc mua quá mà không về được chị 2, mua đi. Mua đi rồi chị 2 gỡ ghe qua cho. Rồi, chị nào lấy 3 chút 3 mọi người nghe đẹp quá. Mã 3 giùm em. Ê, mã 4. Tới mã 4 mọi người nha. Rồi, mã 5 giùm em nè. Mã 5 mấy chị ơi, ai lấy 5 comment 5. Mã số 5. Mã 5 mọi người ơi, đẹp quá. Đây mấy chị nghe, 125.000 mã 5. Dạ em không có nghe chị Nghi ơi. Em không có chị. Rồi ai lấy chốt mọi người nghe, mã 6 giùm em nè. 55, 62 cái bằng vừa mấy chị, mã 6. Mã 6. Em đang like size số 2 đó chị Hạnh Kim ơi. Ờ cái này mã giống mã đó không? Mã giống mã này nè. Này giống mã đó không? Này giống. Cái này em like size số 2 đây, cái đó 1, 2, 3 mấy chị. Rồi, ai lấy chốt mọi người nha. Mấy chị gắn lựa giùm em mấy chị này. Giờ này em like tới 5 giờ mấy mọi người gắn lựa giùm em nha. Nhiều khi ngày mai em không có like nữa mấy chị ơi. 125.000 nha. Tại do dịch mấy chị nghe, giao hàng chậm. Bữa hổm một tuần em like có một ngày thôi đó. Em like từ hồi lúc 12 giờ mà cho tới 5 giờ chiều mà mấy chị lựa không đủ đơn thì em không biết sao luôn. Em like nhiều đồ lắm đó trời. Rồi tao mấy à. Rồi mã 7 giùm em nha. 55, 62 cái bằng vừa mã 7 giùm em. Chị nào lấy 7 chút 7. 125.000. Chị Nguyễn Ngọc Hăng nhận đồ chưa? Ê lộn, Nguyễn Gia Hăng. Rồi mã 8 giùm em nè. Mấy chị ơi đẹp quá ha. Ai lấy 8 chút 8 giùm em. 125.000 mã 8. Cái này giống mã đó không? Này xe mấy nè? Này xe 2 luôn. Rồi cảm ơn chị đẹp. Này là xe này mã 8 chứ chị Nguyễn Hân Gia. Này xe 1 cái gì? Rồi xe 2 đâu? Này xe 2 đâu? Mã 7 chị Chí Tư. Áo đông mặt thay xe 115.000 chị Su Su ơi. Rồi ok chị Nguyễn Hân Gia. Rồi bộ nè, lộn cái này coi nè, chốt mọi người nha. Mã 10. Lấy dòng 7 xích cây số 2 đi thì đặng sell like 3 size luôn. Rồi chứ nào lấy comment mấy chơi. Mã 10 kèm size giùm em. Tiền Giang tiếp 25.000. Rồi mã 10 em có 3 size mọi người nha. Mã 10 em có 3 size, size 1, size 2, size 3.
một là 55 đổ về mấy chị nghe, xe 2 là 55, 62, xe 3 là 60 đổ lên, 67 tiếu là dùm em ha. Rồi lấy comment mã 10 kèm size dùm em. 125.000 áo mọi người nghe, chắc cô tâm sự thể thao. Rồi cái nào lấy 10 comment 10. Mã 10 kèm size dùm em. Nó có size 1, 2, 3 mấy chị gái nha. 1, 2, 3 dùm em nè. Rồi chừng nào đi. Rồi mấy chị mã 11 kèm size dùm em. Cái này có size á chị, 125.000. Ồ chắc cô không sợ bận mát lắm mọi người nghe, mắc gự luôn. Mấy chị bận ha là mấy chị cực kỳ thích luôn. Rồi 11 kèm size dùm em nha. Nó có size 1, size 2, size 3 luôn. Ghi mã con anh Thiện 10, 11. Cái này bên kia nè. Cái này đẹp thấy ghê mọi người nha. Rồi 65, 67 lại vừa mọi người nha. Chứ mã đen 50kg hả chị Nguyễn Thân Gia, 50kg phải không? Rồi để nữa em đổi cho chị qua số 1. Nó có 1, 2, 3. Rồi ai lấy comment mới chơi. 65, 67 lại vừa mọi người nha. Comment mã đen nè. Đen này mẫu khác nè. Rồi cái này bên cái mẫu bên đó người ta nó giống bên khác nha. Rồi đồ bé 46kg mấy tuổi chị, 46kg là qua bản đồ người lớn luôn à. Rồi 65, 67 là vừa mọi người nghe. Chứ mã xanh đậu nè, xanh đậu giùm em nha. 125.000 mã xanh đậu. Nên ghi mã ra mã mấy nè. Rồi mấy chị 65, 67 là vừa mọi người nha. Rồi mã 12 giùm em nè. Cái này nó không có phân mẫu ra nè. Rồi lấy 12, chút 12 mọi người. Đẹp quá. Mã 12 dùm em, 125.000 mã 12. Cái này nó giống cái này phải không anh này? 12. Chị Nguyễn Hàng Gia 50kg là bản size này là vừa nè. Cái này đẹp nè, nó size này 50kg là bản size trang em nè. Bản size trang em luôn á. Đây là size 50kg nè. Ở trong ở dưới thì quá trời nhiều luôn, một đống áo khoác luôn. Hôm nay lâu quá không có lấy áo khoác luôn. Không nghe, em không có không có đồ bé 38kg mấy chị. Mọi người muốn mua đồ bé mấy chị chiên vô mấy chỗ đồ bé đó mấy chị mua. Mã 12 size 2 hay chị chí 4. Đổi mã 12 bỏ mã 7 ra này. Đây mọi người nghe nè. Anh Thiện chắc không biết đường đổi quá, đổi ngồi lên mơ lộn quá. Bỏ mã 7 ra lấy mã 12. Rồi mấy chị này dễ thương không? Ôi mấy chị cực kỳ 50kg là mấy chị bạn nè, size này nè, số 1. Chắc cô tông sợ đến không, mọi nghe bạn mát cực kỳ luôn mấy chị, 125.000. Cực kỳ đẹp luôn mọi người. Ok, cho Nguyễn Thăng Gia lấy cái đằng mặt nè. Đẹp lắm. Cái đằng mặt cho Nguyễn Thăng Gia nè, bỏ cái kia ra. Bà bạn thấy cái này đẹp lắm. Nè, cái đằng mặt đó là kiểu khác đúng không? Sao nó nhiều kiểu dữ vậy thi? Rồi mấy chị nè, hồng này dễ thương hết nè. Cái gì? Bởi vì cái này không à. Bởi vì quá lộn xộn rồi. Rồi mấy chị 55, 62 cái bằng vừa nè. Mấy chị chứ mã hồng nè. Ôi mọi người nghe dễ thương không? Đó, 55, 62 cái bằng vừa mấy chị gái nha. Comment mã hồng giùm em nè. Đẹp lắm. Đó em 50kg mà thích bằng rộng. Em chơi cái thằng ấy thì cũng được nè. Nhưng mà nó hơi rộng. Đó. Hồng nó kiểu này mọi người nha. Ủa đẹp luôn. Hello chị Út Trang. Rồi chị yêu lấy hồng comment hồng giùm em mã hồng. Màu nào cũng đẹp hết trơn mấy chị. Nè bà 50kg bằng mấy cái size này cũng đẹp nè. Đó 40-55kg bằng đẹp em nè. Đẹp không? Rồi chứ mã 40. Mã 40 giùm em nha. Mấy cái này bằng đẹp lắm mấy chị nghe. Bằng thoải mái cực kỳ luôn. Vải mát cực kỳ luôn mọi người nha.
À, lấy áo chị mới cởi ra, cái áo nào mới cởi ra vậy thi? Áo đó hả? Cái gì? Vậy hả? Ok, Trần Tư, lấy cái áo mới cởi ra. Rồi lấy hồng nè, lấy hồng của anh Hồng giùm em nè. Áo phát ghiền có nè mấy chị ơi. Áo phát ghiền 119 ngàn. Lấy gì cái mẫu áo phát ghiền đi. Mấy cái này màu nào mấy chị bạn cũng đẹp hết trơn mọi người. Em mặc cũng đẹp. Ừ. Rồi ôi mấy chị nè. 55 đổ lại là mấy chị bạn size 1X nè. 55, 56 dụ như mấy chị 57kg thích bạn ôm không? Bạn size số 1 cũng được. Đây mấy chị nha. Đây dễ thương không? Ôi mấy chị bạn màu nào nó cũng đẹp hết trơn không? Cấp 2 cấp kiểu hả? Đây mấy chị nè, ốc phát ghiên nè, 119 ngàn cái nha. Ốc phát ghiên xịn luôn á. Đây mấy chị đẹp không? 70kg đổ lại giùm em. 50 đổ lên, 70 đổ lại vừa. Rồi, cho em mấy chị gái nghe, khoác giùm em 119 ngàn ốc khoác. Nè, size 1X có màu xám đẹp nè mấy chị. Đây 55 đổ lại vừa, xám giùm em nha, đẹp á. Ôi, xám mặt lên cực kỹ luôn rồi hôm nay. Hả? Mấy chị mua 3-4 cái, 3-4 kiểu vậy bạn mọi người nha. 125 ngàn cái. Quá đẹp luôn, xám. Cái màu tím 52kg có sai. À, chị Xuân Hàng lấy cái 6 xanh 65kg. Chị lấy 6 xanh 65kg này, chị xanh này nha. Đây. Chị Xuân Hàng ơi, 65kg lấy cái xanh này đây, chị đẹp cực kỳ nè. Xanh đậu này 65kg bạn đẹp xuất sắc luôn. Cái màu tím đó 52kg có chị có màu tím 52kg. Đâu rồi? Tím 52kg rồi. Kệ tím 52kg bên đó kìa. Đâu đâu đẹp ấy. Đây nè, tím 52kg nè chị. Lấy cái em mặc hả chị? Áo em mặc màu 3X hả? Áo em màu em mặc màu 3X. Đó. Có. Còn 72X không ạ? 72X không, nhớ tao giặt ra có một cái 7X đó. Sao không có lựa ngắn nha. Áo đang cầm có màu đen không có nha. Rồi nè chị, tím nè. Chị ơi, cái thứ màu xanh của em 3X được, cái màu xanh 3X thôi. Ừ. Nè, tím 52kg nè. Rồi màu xanh nè, màu xanh 65kg, em có xanh này được không chị? Nó y chang cái xanh em đang mặc nha, mà đều nó có sọc được không? Đây nè chị. Đó, chị chịu cái xanh này được không? Nó cũng như cái xanh em đang mặc nha, nó giống y chang màu luôn mà đều nó khác kiểu. Chị Trần Tư đưa cái áo lại của chị coi, áo nào chị? Cái chị lấy nãy hả? Đây nè chị. Chị lấy cái áo em mặc cỡ ra nè. Phải không? Đây, 125 ngàn cái nè mọi người nha. Lấy cái áo đang mặc 60kg, ok, chốt trang. Lấy ôm Nguyễn Cây ra đi thi. Này đẹp quá mấy chị nha. Rồi, ai lấy trơn rồi bên trơn mấy mấy chị. Rồi, cái trơn nè. Cái này size nhiêu đây? Cái này size 60. 55-60kg bằng vừa mọi người nha. Rồi lấy comment cá trơn. Cái này làm như là màu hồng mấy chị nha. Hồng á. Rồi lấy comment hồng trơn giùm em. 125 ngàn cái mọi người nha. Rồi xanh giùm em mấy chị ơi, 65-67 là vừa xanh đậu giùm em nè. Dễ thương á, xanh đậu 125 ngàn xanh đậu. Bữa nó có hai cái lẻ xe 3X. Rồi cá thêm đang mặc là chốt trang nè. Ủa bấm biểu rồi, bấm biểu có gì trời. Lấy cho em. Ok, chị Xuân Hằng cho xuống hỏi đi chị. Đây lấy cái này nè cho chị Xuân Hằng nè.
con ơi, áo em đang mặc nè 55-62kg nó còn màu này nè. Đó, đẹp rồi nha. Rồi 55-62kg bằng vừa nha. Alex cái này còn em mở 19 giùm em nè. 55-62kg bằng vừa 19. Rồi 55-62kg bằng vừa mấy chị ơi. Cho em mở 1. Mở 1 giùm em nha. Alex 1 còn em 1 nè. Đó, nó khác cái màu cho người thấy không? Đó, mỗi một cái là nó khác màu hoàn toàn nha. Rồi mở 1 giùm em. Ok xưng hàng. Đây mấy chị, màu này cũng đẹp ghê nè. Hello chị Đạt Trần. Đây phải không chế? Rồi 55-62 cái bằng giường ngồi nghe chế mã 16. Mấy chị. Nói chung phát này mấy chị bận là bao phê luôn á. 55-62 cái bằng giường 16 giùm em. Chị nào lấy 16 chứ 16. Đây mấy chị, nó có màu tím này đẹp không? Rồi lấy một cái này còn em mã 22. 55-60 cái bằng giường mã 22 giùm em mấy chị ơi. Ai lấy 22 còn em 22 giùm em. Không có thanh đổ xe máy thôi. Đẹp ghê. Cảm ơn chị Đạt Trần. Rồi mấy chị tím nè. Ồ đẹp không? 65-67 là vừa tím thì cũng đẹp ghê rồi mấy chị. Đó, chị nào lấy tím giúp tím em nha. 65-67 là vừa tím. Xanh đậu này cũng đẹp luôn rồi. Em thấy xanh đậu này ghê luôn. 55-62 đủ lại đẹp mấy chị gái nha. Ôi xanh đậu C2 nè. Chị nào lấy đậu 2 còn mấy đậu 2 giùm em. Ồ mấy chị nè. Ồ phân đã ghê luôn này. Em có một cái màu này luôn nè. Màu đậu 2 nè. Với hồng giọt 2. Dòng hợp 3 chứ. 3 65-67 là vừa mấy chị gái nha. Đó, hồng giọt 3 giùm em với một tí màu xanh đậu nè. Hai cái này đẹp xuất sắc mọi người nha. Ồ bà nào mua hai cái này đi. 65-67 là vừa mua hai cái nó đẹp xuất sắc. Có chị nào kêu em lên đó phát ta. Bà nào kêu em lên đó phát kêu em lên phát cho mọi người nha. Một trăm hai mươi lăm nghìn chị. 125.000 cái nha chị Linh ơi. Rồi mọi người cái này dễ thương nè. Bộ này á lụa quần dài mấy chị ơi, nó có size nha, nó size 234. Hay là 55kg lại vừa mấy chị quần dài. Rồi bộ này mấy chị 115.000. Xin lỗi mấy chị nha. Rồi 115.000 mấy chị gái nha, nó có 3 size. Chị nào lấy comment mấy chị ơi, xanh đậu size 2, size 3, size 4. Đậu size 234 mọi người nghe quần dài. Đó 115.000 lụa đẹp thấy ghê mấy chị. Trên này là gì? Đây mọi người dễ thương nha. Rồi 50-60kg bằng vừa mấy chị ơi. Câu tông bệnh giùm em. Lấy cái áo mặc size 65 cái nào ta? Chị Quỳnh Ái ơi. Lấy cái áo mặc size 65 là lấy cái nào ta? Chị 65kg nhiều mà là đưa cái hành động được coi. Cái hành động này đẹp cực kỳ luôn bà ơi. 65kg nè. Cái gì? Nó xuống nhỏ rồi. Khác. Nè mấy cái 65kg nè. Mới cỡ ra là cái nào cha? Có cái xe nhỏ. Mà xe bự làm gì có. Xe bự không xe đâu có vừa đâu. Bằng xe 3 mới vừa. Chỉ 65kg mà. Cái đó không có xe 3 à chị ơi. Cương lực đó hết chưa? Sao bữa đó tôi nhớ có đây là chị 65kg nè chị, mấy cái này đẹp cũng chết luôn à, không lấy bà. Ôi cái xanh đậu đẹp cực kỳ luôn nè. Chứ cái màu nào nè, màu nào nãy 65kg nè đẹp đẹp không, không lấy. Thứ ba mới vừa. Đây nè. Mấy cái màu này đẹp quá trời luôn nè chị. Còn 65kg cái màu, thứ màu đó thì nó có cái màu kia kìa. Thứ hai không à? Thứ ba nè. Nè, xe 3 nó còn cái màu này nè, chị nó giống màu đó mà kiểu này nè, được không? Đây nè chị lấy màu này đi. Được không? Chứ kiểu đó thì nó hết xe 3 rồi chị ơi. Nó hết xe 3 rồi.
sao cái bộ rồ mới cầm. Rồi mấy chị gái nha, coi tôi mịn hói nè. 50-60kg bằng đẹp mọi người nha. Ồ đẹp mọi người nha, 135.000 mịn nha mấy mấy. 50-60kg bằng vừa mọi người nha, mịn 135.000. Nó chạy cái dù. Nó bắt đầu nó chạy cái dù. Ơi mọi người đẹp ha, 60-65kg bằng vừa mọi người nha. Đỏ mịn giùm em, 135.000 đỏ mịn nè. Ồ cái chị mịn đẹp quá, 60-65kg bằng vừa đỏ mịn. Thử cái áo đó xem, thử áo nào chị. Đây để thử cho chị đẹp. Nói chung mấy cái bông này đẹp lắm chị ơi. Nó lộn mấy cái màu này đẹp. Dễ bận. Đâu rồi mẹ? Má để qua bên kia lại rồi má ơi. Có xe ngõ nha chị Nguyễn Văn Cherry ơi. Xe 52kg có nè chị. Xe nhỏ nhất hết trơn nè chị. 125.000 áo người ơi, dễ bận ghê. Áo này lúc mà hot nói chuyện nghe nó tới 200 mấy cái. Bây giờ cũng có mẫu mới ra nó cũng bán 200 mấy. Lần nào qua đợt nó mới sale với chị. Đây chị thấy lộn xộn toàn. Ồ dễ thương hết mấy chị, cực kỳ dễ thương luôn á, quá trời đẹp luôn các bà ơi. Cái gì vậy? Nó tùm lum mẫu hết trơn á. Ồ mấy chị bộ beo nè, 55 nó lại vừa mấy chị nghe, bẻ cao cô lăng 125.000. Rồi lấy comment lăng phối mọi người nha, đẹp quá. 55 nó lại vừa mấy chị nghe, 125.000. Cái bộ này thấy đẹp lắm mấy chị. Cái bộ này là cái gì ta? Thôi size nhỏ chị Nguyễn Jerry muốn mua nào, đó là size 1X đâu đi. 1X nó có nhiều màu nè chị. Nè, 1X có cái màu thấy mới lột ra nè. Rồi màu đen nè chị. Màu xanh nè. Trời ơi, một đống màu luôn bà ơi. 1X đó nè hả? Đây nè chị. Một đống màu 1X luôn nè chị. Y chang mà có luôn nè. Đồ nào chị Bích ơi? Cái bộ đó hả? Rồi nè chị hồng nè, màu sen nè, nó một ít nhóc hết trơn nè, một ít giống màu hết trơn nè chị. Đó, 55 nó lại vừa nè. Cái màu xanh thứ em đang mặc nè, màu tím nè, màu hồng nè, màu xám nè, một đống nào luôn. Mấy chị nghe nè, mấy cái này đã mặc áo sơ bự nè. Ok, áo đang mặc chị Quỳnh Ái nè. Ôi cái này đẹp quá mấy chị nha. Bộ cao cu lăng hả chị? Cao lăng như 65kg có. Mời chốt đơn xong chứ còn cái sô len sale quá. Sô len còn mấy trăm bộ. Mọi thấy không? Đó, em hiện tại là 53kg đó mấy chị. Chưa nhìn thì sao biết được. Đó, 53kg mọi người nha, cái màu đẹp không? Màu nào mấy chị bạn ơi cũng đẹp hết trơn, nói chung là tại cái mẫu này người ta làm ra rồi. Một ly lì con nắp uống đi. Bà giải được lắm. Uống bụi nó cũng đái à. Rồi, chị nào lấy chốt mọi người nha. Đẹp quá luôn. Đó, size XL nha mọi người nha. Đó, bạn cực kỹ luôn mọi người ha, màu nè. Ôi, ôi, cái màu đẹp quá ha. Vina nha, chị Hoa Phan nha. Cạc Vina, chị ơi, cọc cạc Vina giùm em. Nhiều à, rồi mấy chị, 5 cái khăn sale 30.000. Chị nào lấy chốt em 5 khăn 30. Rồi mấy chị, 5 cây kẹp 25.000. Chị Ngọc Mai ơi, gọi lạc của shipper nó chưa cho chạy đó chị. Đơn hàng của chị tới cái chỗ mà nó phân bổ hàng để mà đi giao đó chị. Shipper nó chưa cho vô quà lạc nha. Quà lạc bây giờ là đóng chốt đầu này, đầu bên kia.
đầu giữa luôn. Từ cái cầu mương 16 mà chị biết nó qua tới chợ Hòa Lạc luôn, hình như là nghe 4 cái chốt á. Dầu xanh em không có dầu xanh chị ơi, không có bán được xanh. Em có bán dầu dinh son. À, mua đi. Ừ, mua đi. Mua đi. Rồi cái mày vậy này 65 ngàn. Ủa, để dành đó đâu có sao đâu. Dịch tới rồi kìa. Giờ lên đầu bộ mấy chị. Bộ gì đây? Nên chị Ngọc Mai gắn đợi giùm em nha chị Ngọc Mai. Áo tào lao đâu có đâu nguyên cây đâu. Em muốn làm sao à. Rồi mấy chị, 65 đó lại giùm em mấy chị gái nha. Lụa manh gò giùm em. Cánh dơ. Đây mấy chị nghe dọn sống giùm em nè. Rồi 130 ngàn. Vậy. Để đây nữa em dọn ra nguyên lô nó bán luôn. Rồi 130 ra lấy cầm em mấy chị ha. Nâu 65 này nâu. Ai lấy nâu chút nâu giùm em. Mấy chị đẹp quá nè. Rồi 65. Không biết. Rồi 65 nó lại vừa mấy chị gái nghe chứ mã vàng. Đây mấy chị vàng nè. Ồ, mấy chị nghe lụa manh gò ta cánh dơ giùm em. 65 nó lại vừa nha. 130 ngàn. Giờ dim son 65 ngàn chai mấy chị nha. Em là bị dim son nặng luôn á. Mà em hít mọi người nghe bây giờ là hết luôn rồi nè. Đây mấy chị nghe chai 65 ngàn em hít hoài đó. Hồi đó làm dim son nặng luôn á. Rồi lấy comment xanh mọi người nghe. 65 nó lại vừa. Lụa manh gò cánh dơ nghe mọi người nha. Quá đẹp luôn mấy chị nghe. Quần có túi nha. Đó, manh gò cánh dơ có túi giùm em. 130 ngàn, lấy comment mã xanh giùm em. Ai bán? Rồi, ai lấy comment nâu mọi người nha. Ôi, ôi, chị đẹp quá. Ôi, ôi, mọi người đẹp quá thôi. Cái mẫu tôi nó trường ra đó. Đây mấy chị, ôi dễ thương không? Đó, manh gò mọi người nha. Rồi, ôi cái này mấy chị. Thông đẹp, lụa đẹp cực kỳ mọi người nha. Lụa manh gò. Rồi, 130 ngàn bỏ mấy chị gái nha. Ai lấy comment giùm em nè. Dễ thương ghê mọi người. Ê đây, để bữa nào chị xử nữa. Rồi, lấy bộ này chút mã nâu mọi người nha. Ôi, ôi nâu đẹp quá. 65 nó lại vừa mấy chị nghe. Trời ơi, lụa manh gò cầm. Cầm nó phơi tay ghê luôn. Rồi chị nào lấy lụa manh gò chốt nữa chị ơi. Sao ở này em rau em vô vậy ta. Em vô em nghỉ nghe. Em vô em xuống đây đó nghe mấy chị nghe chút đơn. Cái gì? Ồ giải đẹp thế ghê luôn á. Cái gì? Không màu đó hả? Màu tối quá mày. Ừ. Rồi rồi rồi. Ừ, đẹp ha. Đám dỗ đây. Đám dỗ hả? Trời ơi, rồi đồ của chồng mà bạn bao nhiêu cái đám dỗ nữa. Tao muốn bán bộ nào đó, tao mặc bộ đó. À, chị Nguyễn Thế Anh ơi. Mua gì thêm không? Chứ một chai dầu dim son 65 ngàn sao gỡ được người đẹp. Cái áo này chạy. Mua thêm cho em cáo cái quần này. Thay thế em lấy cái bộ này nè mấy chị. Mấy chị mà cho địa chỉ thôi gọi không bao giờ nghe máy hết trơn mấy bà ơi. Thiệt luôn. Ôi ôi, bộ mặt này sang rồi thấy ơi. Giải đẹp với ghê mấy chị nghe. Ôi trăm ba. Minh gồ, gồ, gồ mọi người ơi. Đó. Sao mọi người chiều này em vui rồi giờ bán gì giờ ta. Giờ lái gì mấy chị, lái gì nói đi em lái coi. Lên bộ cô Tông hả, cô Tông chị mua cô Tông gì nói đi em lên luôn. Tại em nghĩ luôn nè. Rồi cái khăn bự chà bá bự mọi người nghe 50 ngàn. Ồ ôi đẹp quá. Lấy bộ xanh tiểu thơ ok chị Bạch Hổn. Sao tên đấy. Còn bộ xanh nó cưng. Chị xanh chiếc xe nhỏ thôi chứ mua cho ai quá. Rồi cái khăn bự bành kia 50 ngàn. 5 khăn mặt 30 ngàn nha mọi người nha. Bây giờ mấy chị con nào đồ
đồ thì cả đống mà mọi người thấy em không biết là cái gì hết trơn nè. Đó, sắp cho gọn gàng, sạch sẽ, mọi người nghe không biết là ai. Sao cứ hay gọi chút đơn hết vậy, Kiều Ngọc? Chưa chạy chút chạy. Kiều Ngọc muốn gì? Chị Kiều Ngọc muốn gì, chị chưa mua nào? Chị mua nào, chị Kiều Ngọc ơi, chị mua gì chị? Có một bộ đồ kìa chị Kiều Ngọc ơi. Mua em bộ đi chị. À, đây, bà mua cái thằng con tông da mô phạch. Trời ơi, đứng lên. Đây mà ngồi nghe. Cái băng vệ sinh đó chị. Đó, một cây như vậy là 115 ngàn nha. Chị nào lấy băng vệ sinh, chút băng vệ sinh giùm em. Đây, bà mua nón hả? Nón xay nhiêu ký ra? Nón xay nhiêu ký vậy chị? Mấy ngày rồi khăn bự lô hôm bự hôm bữa mua mấy ngày rồi hả? Vậy là có một bộ kìa chị. À, bà không mua gì thêm chốt đơn cái gì chắc tính có một bộ giữ đơn cho chị đó chị. Mua bộ đi chị. Ờ dịch này không chị em bán được lắm á. Rồi ai lấy bộ này chốt mọi người nha, đẹp quá, bộ beo nè. Em đặt hai bộ lặn, chị Kiều Ngọc có hai bộ kìa. Em thấy có một bộ à. Rồi mấy chị. Chị kia chừng mấy chị kia chốt trước á. Chị mua gì thêm đi, em giao luôn. Rồi 65 là giường rồi nha, rồi beo mấy chị ơi, chốt mã beo này 100 ngàn beo em. Beo 100 ngàn mã beo. Ngố mà 65 ký là 63 hả? 63 để em kiếm cái ngố 63, cái ngố này, ok nè. 63 cái này. Rồi, ngố điện 115 ngàn. Ai lấy ngố mọi người nghe cho chị. Cho chị xem đồ bé cổ tròn ren em. Đồ bé cổ tròn ren em là gì ta? Bé đi hay tổ. Rồi, 65 là vừa ngố hồng mọi người nghe 115 ngàn. Trời tiền dữ vậy. Rồi, ai lấy comment ngố hồng 65 là vừa 115 ngàn. Để tiền cho mình suy dữ không á. Rồi mấy chị, 65 nó lại dừa nè. Đỏ giùm em, 115 ngàn mã đỏ mọi người nha. Cái này một thợ là mua làm gió 140 trong ngữ. Một thợ là mua làm gió 140 trong ngữ mọi người nha. Đó, quần dài bao la luôn chị ơi, mấy cái này bao la. Ủa bé cổ tròn rồi, bộ nào ta giờ có còn có bộ này nè chị. Thấy không? Bộ bé này xe M nha, còn bộ một à. Đó, bộ bé này xe M nè. Bé M này là 25 cho nó 32 kg bằng dừa. À chị Kiều Ngọc, chị gỡ mẫu mình Messenger cho em hả? À chị, ý chị nói là chị lấy thêm cái bộ đó hả chị Kiều Ngọc? À rồi ok, vậy là cái bộ đồ hôm bữa với lại cái bộ đồ hôm chị gửi cho em phải không? Rồi ok, ok chị. Rồi nè, bộ này nè chị, em còn có bộ rồi chứ yêu ơi, 75 ngàn. Còn pyjama size L thì còn hai bộ nha. Pyjama CL còn hai bộ 35-42 kg. Em bắt vịt nướng hết đi để giao đồ cho chị chờ dài cổ. À, có dầu với mũi dưỡng đây chị. Trời ơi mấy chị gái nha. À, ok bộ bé nè cho chị ăn đông nè. Mấy chị nó nói chung là ha, với mũi dưỡng thật sự mùi không ai có mũi bằng em hết trơn. Em lai cái này bụi dữ lắm mọi người nghe, là mỗi ngày hầu như là em đều cũng như là nó phải hết dầu mới vậy nha. Rồi em hết bộ bé đó rồi chị Thu Trang ơi, rồi còn bộ bé vàng nè. Đây nè. Bè bé vàng mọi người nghe, nó 75 ngàn bộ mọi người nha. Chị lấy